Chương 681, Linh hồn hoang thú. Rào, luồng khí màu xám lúc này không ngừng tràn ra từ yêu nhãn ở giữa chán lâm động, lập tức che khuất bầu trời. Đám khí xám ngưng tụ lại thành một tầng mây khiến thiên địa tối sầm lại. Luồng khí xám ấy tràn ngập trời, một loại khí tức tăng thương cũng lan tỏa ra, mơ mồ còn vang lên những tiếng gầm rú. Lúc này có vô số cường giả từ khắp nơi tụ về đây, xung quanh đỉnh núi bắt đầu xuất hiện một số bóng người, Nhìn thấy một màn trên không trung hiện tại, những người này cũng không dám làm loạn gì. Giữa chán lâm động nhanh chóng lan ra một tia máu, sát khí âm lãnh lan tỏa muốn xâm thực hai mắt của hắn, nhưng mỗi khi sắp chạm vào hai mắt hắn thì đã bị một luồng bạch quang cản lại. hoang Vũ yêu nhãn này tuy rất mạnh, nhưng muốn có được sức mạnh ấy phải trả giá không ít. Nếu không phải lâm động có thạch phù thần bí hộ thể, thì có lẽ hắn cũng không thể thi triển được loại vũ kỹ khủng bố này. Tuy rằng cho dù không nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng hắn cũng có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận thế giới xung quanh, nhưng hắn không hề muốn mình thành như lão nhân mù kia. Tầng mây xám mù mịt ngập trời, trong yêu nhãn của Lâm Động, đột nhiên ngưng tụ huyết quang rồi biến thành một chùm sáng bắn thẳng lên tầng mây. Uỳnh, ngay khi tầng huyết quang kia dung nhập, tầng mây xám cuồn cuộn chuyển động, hình thành một cái lốc xoáy khổng lồ, ở cuối lốc xoáy như liên kết với không gian viễn cổ, một cảm giác hoang sơ nhất thời lan tỏa ra. Khi cơn lốc chuyển động, dường như có một thân ảnh to lớn bay qua giả thần giả quỷ bất luận thủ đoạn của ngươi quỷ dị thế nào thì cũng chỉ là thực lực ngũ nguyên niết bàn mà thôi ánh mắt la giật lạnh lẽo nhìn tầng mây dày đặc phía trên đỉnh đầu lâm động hàn quang tràn ngập trong mắt tuy miệng thì nói vậy nhưng đúng là hắn cũng cảm thấy một cảm giác bất an tầng mây ấy khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực phải giết tên tiểu tử quỷ dị này sát ý lóe lên trong mắt la giật không trần trừ thanh đại đao xuất hiện trong tay nguyên lực cuồng bạo dâng tràn một luồng áp lực lan tỏa khiến sắc mặt không ít người phải biến đổi với thực lực bát nguyên niết bàn la giật có thể xếp ở vị trí thứ sáu trong tông phái thông tập bảng quả là cũng có chút bản lĩnh tiểu tử dù ngươi có là đệ tử của đạo tông thì ta cũng sẽ lấy cái mạng của ngươi gương mặt la giật trở nên hung hăng hắn đột nhiên hít sâu một hơi ánh mắt ngưng tụ huyết khí hội tụ phía sau tạo nên một hư ảnh màu đỏ huyết khổng lồ huyết ảnh đó tay cầm một thanh huyết đao lưỡi hình răng cưa huyết khí tràn ngập cả không gian như chìm trong huyết hải huyết đao lão tổ đây là tuyệt chiêu của la giật đại tu la đao sắc mặt của không ít cường giả vì sự biến đổi chiêu thức của la giật mà sắc mặt thay đổi rồi kêu lên thất thanh hiển nhiên bọn họ không hề xa lạ gì với thứ chiêu thức hung hãn này để giết một tiểu tử ngũ nguyên niết bàn mà la giật phải thi triển cả chiêu này tên tiểu tử này xui xẻo rồi nhớ năm đó chỉ với một chiêu này mà la giật đã giết chết năm gã cường giả thất nguyên niết bàn đó vô số tiếng bàn tán vang lên xôn xao bọn ứng hoan hoan khương côn nhìn lâm động ở bên dưới tầng mây xám ánh mắt có phần lo lắng chiêu này của la giật không thể cứ liều mình đỡ được khương côn trầm giọng nói mấy người bên cạnh cũng gật đầu đồng cảm ứng hoan hoan hơi nhíu mày khẽ cắn môi bàn tay ngọc ngà đưa ra cây đàn tranh cổ màu xanh tựa phỉ thúy xuất hiện chuyến đi lần này trưởng lão đã nói cô là thủ lĩnh nếu lâm động gặp bất chắc thì thật sự cô không biết phải ăn nói thế nào với trần chân và ngộ đạo đại tu la đao tu la chảm huyết khí đầy trời gương mặt la giật dữ dằn, hắn bước chân ra, hai tay nắm chắc đao, rồi cật lực chém xuống. Uỳnh, vào khoảnh khắc đại đao chém xuống, huyết ảnh phía sau hắn cũng vung đại huyết đao trong tay lên, đem theo thanh thế kinh thiên động địa chém xuống lâm động. Nguyên lực thiên địa chuyển động điên cuồng, huyết đao khổng lồ còn chưa đến nơi, mà mặt đất phía dưới đã nứt toác ra một đường lớn. Lâm động ngẩng lên, trong mắt là hình ảnh đao quang huyết sắc khổng lồ, lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược lên, ánh mắt trở nên nặng nề đột nhiên thủ ấn nhanh chóng biến hóa, đám mây trên đỉnh đầu hắn nhanh chóng tắt ra, từ trong lốc xoáy bay ra một thân ảnh khổng lồ. Cự ảnh đó vừa xuất hiện là che phủ toàn bộ bầu trời, thân hình to lớn đang cuộn tròn giống như siêu cấp yêu thú đến từ thời hồng hoang. Con cự thú thần bí vừa xuất hiện lập tức khiến vô số người hít vào hơi khí lạnh, ngay đến sắc mặt của mấy người tô lôi cũng biến đổi. Đó là hoang thú trong truyền thuyết, bọn ứng hoan hoan cũng nhìn con cự thú đầy chấn động. Bọn họ cũng hiểu đôi chút về vũ khí của hoang điện, chỉ có điều đây là lần đầu tiên nhìn thấy dị thú đáng sợ tồn tại từ thời viễn cổ này hoang thú cuộn tròn trên không trung mắt nó nhắm nghiền tỏa ra sức mạnh hủy diệt rồi dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người con mắt khổng lồ của nó đang từ từ mở ra ầm ầm cự nhãn dần mở ra nguyên lực thiên địa sôi sục khi nó đã mở hoàn toàn trong đôi mắt đen đó dường như ẩn chứa một thứ gì đó đáng sợ nhất thiên địa vút một tia hắc quang như hấp thụ hết mọi nguồn sáng bắn ra cả thiên địa tối sầm lại xuyên thủng không gian, đâm thẳng vào huyết đao quang trước vô số ánh mắt chấn động. ầm, vào khoảnh khắc va chạm, thiên địa như tĩnh lặng, luồng năng lượng bùng nổ như pháo hoa rực rỡ nhưng tỏa ra thứ sức mạnh tử vong, năng lượng đáng sợ cuồn trào, đỉnh núi xung quanh gần như nổ tung, những người ở gần bị chấn động hộc máu, khí tức yếu ớt, vẻ mặt đầy sợ hãi vội vàng rút lui. Lâm Động cũng lùi nhanh về sau, kình phong đáng sợ đó đến hắn cũng cảm thấy áp lực, nhưng hiển nhiên tốc độ của hắn không đủ nhanh, hắn bèn nắm tay lại thanh quang dâng tràn biến thành tấm lá chắn long lân này xanh khổng lồ ở phía trước bạn đang đọc truyện tại http chu yên phun ven keng kình phong đâm thẳng lên tấm lá chắn khí huyết trong cơ thể lâm động cuộn trào ác liệt thân hình bay ra sau cánh tay trở nên tê dại nếu không phải nhục thể của hắn khá tốt thì cánh tay hắn có lẽ đã gãy mất rồi cuồng phong đáng sợ kéo dài đến mấy phút mới tan đi không gian trở nên đổ nát khu rừng phía trước lúc này đã thành bình địa mọi người cũng dần tỉnh lại nhìn cảnh tượng này đều không kìm được hít vào một hơi khí lạnh khi nhìn lại thân ảnh trên không trung ánh mắt đã không còn sự chế diễu nữa một số người nhìn lâm động rồi quay sang la giật la giật lúc này mái tóc đã tung ra tán loạn y phục rách tơi tả khí tức phập phồng gương mặt vẫn còn sự kinh ngạc hiển nhiên hắn cũng không thể tưởng tượng được lâm động chỉ với thực lực ngũ nguyên niết bàn mà đánh được với hắn đến mức này đệ tử của đạo tông lẽ nào đã mạnh đến mức này rồi sao không khí trên không trung dần tĩnh lặng ánh mắt thèm muốn của một số người cũng giảm đi. Còn ai muốn động thủ nữa không? Trong không khí tĩnh lặng, Lâm Động đảo mắt nhìn xung quanh với ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cố kìm nén khí huyết nhộn nhạo trong cơ thể, vẻ mặt không lộ ra bất cứ điều gì, giọng nói mang đầy sát khí vang lên. Tất cả yên lặng một cách kỳ lạ, tuy những kẻ ở đây đều rất cường hãn, nhưng trước ánh mắt của Lâm Động, đến những hung đồ này cũng phải e dè. Sắc mặt La giật tối sầm lại, nhưng hắn cũng không lên tiếng, hiển nhiên hắn vẫn đang chìm đắm trong công kích hung hãn của Lâm Động lâm động quét mắt nhìn quanh rồi từng bước lùi về sau nhưng khi hắn chuẩn bị rút lui thì một chàng cười lạnh nhạt vang lên hà hà đạo tông từ bao giờ lại có được đệ tử mạnh mẽ như vậy nhưng chỉ với bộ dạng hung thần ác sát dọa người khác thì được chứ với diêu linh ta thì hiệu quả không lớn lắm đâu lâm động khựng người lại chậm chậm ngẩng đầu lên rồi hắn nhìn thấy trên đỉnh núi cách đấy không xa có một hát ảnh xuất hiện đồng tử lâm động coi nhỏ lại diêu linh lão đại của ma ấn chúng kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng xuất hiện rồi sao, đáy lòng lâm động lúc này dần dần trùng xuống. Chương 682, rút lui. Trên đỉnh núi, bóng người hắc y đó dần dần xuất hiện trước vô số ánh mắt đang chăm chú. Hắc bào che khuất gương mặt hắn, mơ hồ có một luồng sức mạnh lạnh lẽo lan tỏa ra từ bên dưới hắc bào. Diêu Linh, xung quanh có người kêu lên kinh ngạc, cái tên này khá nổi danh tại huyết nham địa, xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng. Điều này đủ khiến nhiều tên hung đồ phải kinh hãi ánh mắt la giật và tiêu thiên cũng biến đổi bọn chúng nhìn hắc ảnh kia với ánh mắt đầy e rè tuy chỉ xếp sau diêu linh một chút nhưng bọn chúng hiểu nếu thật sự động thủ thì cả hai cộng lại cũng không phải đối thủ của diêu linh hắc hắc đến cả hắn cũng xuất hiện rồi sao xem ra ma ấn chúng lần này nhất định muốn có tiên nguyên cổ trùng rồi ánh mắt la giật tối lại cười lạnh nói hắn nhìn lâm động ở phía xa trong lòng có vừa phần thích thú trước cục diện sắp tới của bọn lâm động nhưng cũng có chút không cam tâm trơ mắt nhìn tiên nguyên cổ trùng rơi vào tay bọn nguyên môn đối với hắn mà nói cũng có phần không thoải mái lão đại bọn tô lôi thì lại mừng vì sự xuất hiện của diêu linh nhanh chóng tiến lại rồi nhìn bọn lâm động với ánh mắt thích thú diêu linh sắc mặt ứng hoan hoan nguyên phương và khương côn đều trở nên khó coi khi nhìn thấy diêu linh tuy sớm đã biết chắc chắn diêu linh sẽ xuất hiện nhưng khi thật sự nhìn thấy thì trong lòng lại trùng xuống với kẻ xếp hạng thứ tư trong tông phái thông tập bảng này hiển nhiên bọn họ cũng biết chút ít thực lực cử nguyên niết bàn đủ để chế ngự bất cứ ai ở đây. Diêu Linh từng là chấp sự của nguyên môn, chỉ như vậy thôi đủ để vượt xa những đệ tử ở đây. Với thực lực của hắn, trong số đệ tử đạo tông hiện giờ, số người có thể chống lại hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa hắn không phải một mình, dưới trướng hắn còn một đám hung đồ ma ấn chúng nữa. Thủ lĩnh của ma ấn chúng sao? Lâm Động cũng nhìn chằm chằm vào thân ảnh toàn thân bao phủ bởi hắc bào kia, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm rõ ràng từ kẻ kia toát ra. Trước đó, khi đối mặt với La Giật, Lâm Động vẫn chưa cảm thấy sợ hãi thì giờ hắn đã có chút bất an. Dù sao thực lực ngũ nguyên niết bàn của hắn với một cường giả cử nguyên niết bàn, khoảng cách quá xa. Ngươi là Lâm Động phải không? Quán quân Bách Triều Đại Chiến. Ha ha, không ngờ quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này lại lựa chọn gia nhập đạo tông. Diêu Linh chậm chậm ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt tái nhợt, dưới lớp hắc bào, một đôi mắt lạnh lùng gắn chặt lấy Lâm Động, cười lạnh nói, Lâm Động hiển nhiên không ngờ Diêu Linh chỉ nhìn một lần là nhận ra hắn. "Diêu Linh, tiên nguyên cổ trùng này là đạo tông bọn ta phát hiện trước, chuyện này bọn ta đã thông báo về tông môn, không lâu nữa cường giả đạo tông sẽ đến. Thứ này ngươi không động vào được đâu." Nguyên Phương trầm giọng quát lên. "Ha ha, không sao, giải quyết các ngươi trước khi cường giả đạo tông đến là được thôi." Diêu Linh khẽ cười, thản nhiên nói, "Ngươi cũng đừng lấy đạo tông ra dọa ta, kẻ khác có thể sợ đạo tông các ngươi, chứ Diêu Linh ta thì chẳng coi ra gì." "Ngươi Nguyên Phương nổi giận, nhưng rồi kìm nén nộ khí, cười lạnh nói, ngươi cứ đắc ý đi, sẽ có lúc ngươi phải hối hận. Lâm Động nhíu mày, trước đó hắn khó khăn lắm mới dùng hoang vu yêu nhãn, đánh lui sự uy hiếp của la giật, giờ thì coi như công cốc rồi. Lâm Động, lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta, chuẩn bị rút lui. Khi Lâm, Động đang suy nghĩ thì giọng nói nhẹ của ứng hoan hoan bỗng vang lên bên tai. Nghe vậy đồng tử Lâm Động co lại, lặng lẽ gật đầu. Cục diện trước mắt đúng là không thể dừng lại thêm nữa. Diêu Linh xuất hiện thì bọn lâm động hắn không còn ưu thế nữa, chỉ có thể rút lui mà thôi. Nguồn chuyện, nhưng Diêu Linh sẽ cho bọn họ thoải mái rút lui sao? Lâm động thầm thở dài. Diêu Linh từ tốn kéo mũ trùm đầu xuống, lộ ra gương mặt nhợt nhạt của một người trung niên, hố mắt hãm sâu, ánh nhìn sắc lạnh như dao. Chư vị bằng hữu, tiên nguyên cổ trùng này chính là thứ nguyên môn ta đã muốn, vì thế việc hôm nay hy vọng chư vị hãy đứng ngoài cuộc, sau này nguyên môn ta chắc chắn sẽ cảm tạ. Diêu Linh quét mắt quanh một lượt rồi ôm quyền cười nói, lời nói của hắn đã kéo cả Nguyên Môn vào. Thần là tông phái siêu cấp lớn mạnh nhất Đông Huyền vực hiện nay, sức nặng của lời nói này cũng không phải là nhỏ. Vì thế khi hắn vừa dứt lời, không ít người mặt biến sắc, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối. Vì bất luận thực lực của Diêu Linh hay uy nghiêm của Nguyên Môn, dường như đều không phải đối tượng mà bọn họ có thể khiêu chiến. Thấy xung quanh yên lặng, Diêu Linh cười nhạt, rồi quay lại nhìn bọn Lâm Động, đưa tay ra thản nhiên nói, giao nó ra đây đi. Chắc ngươi cũng biết tính cách của ta, ta chưa từng nương tay với ai, sau này cũng sẽ không. Nếu thật sự cần thiết thì ra cũng không ngại cho máu chảy thành sông đâu. Nghe vậy, đồng tử bọn ứng hoan hoan đều có rút lại, ánh mắt lấp lánh, bèn tiến lên hai bước, vẻ mặt có chút khó nghĩ. Thế nhưng ngay lúc Diều Linh tưởng bọn ứng hoan hoan chấp nhận thỏa hiệp, thì hàn quang trong mắt ứng hoan hoan lóe lên, giọng hét lạnh lùng, rút lui, tiếng hét vừa dứt, bàn tay ứng hoan hoan chạm lên chiếc đàn tranh cổ, nhanh chóng gầy đàn sóng âm màu bích lục dâng lên như sóng chiều làn sóng âm này không có lực công kích quá mạnh nhưng khiến diêu linh có chút hốt hoảng đúng vào khoảnh khắc ấy các đệ tử đạo tông ở phía dưới không hẹn mà cùng rút lui về khắp phía bến cỗ đột ngột này khiến mọi người đều không ngờ tới đệ tử đạo tông lại có thể rút lui quả đoán đền vậy khi những kẻ này sực tỉnh thì phần lớn đệ tử đạo tông đã bay vào trong rừng nhanh chóng biến mất tốc độ khiến bọn chúng phải sững sờ đi trên không trung các đệ tử nòng cốt ứng hoan hoan và khương côn cũng nhanh chóng bay đi, nhưng bọn họ không phân tán ra, vì bọn họ biết các đệ tử bình thường khác có thể rút lui dễ dàng, còn bọn họ chắc chắn đã bị bọn Diêu Linh nhầm vào. Hôm nay ta muốn xem xem các ngươi có thể chạy đi đâu. Lúc này Diêu Linh cũng đã sực tỉnh lại, nhìn bọn ứng hoan hoan và lâm động với ánh mắt lạnh băng, gương mặt hiện lên nụ cười dữ dằn. Đi theo bọn chúng, tiên nguyên cổ trùng ở trên người bọn chúng, Diêu Linh phẩy tay, cười lạnh nói. Rõ, bọn tô lôi đáp lớn, rồi lao vút đuổi theo bọn lâm động. Diêu linh biến mất, thân hình biến thành hồng quang bay đi. Vút vút vút, sau khi người ma ấn chúng đi, những người đứng xem ở xung quanh cũng nhanh chóng động thân. Tuy tiên nguyên cổ trùng đã lọt vào mắt diêu linh, nhưng bọn chúng cũng không cam tâm từ bỏ. Vô số thân ảnh bay qua, tiếng gió rít vang lên từng trận, nguyên lực thiên địa như sụp sôi. O không o phía trên bầu trời của dãy sơn mạch, vài bóng người bay qua tạo nên những tiếng xe gió, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại nhìn về sau, sắc mặt ai cũng khá nặng nề lần này căn bản không thể thoát khỏi bọn chúng rồi nguyên phương nghiến răng nói lầm động cũng gật gù hắn có thể cảm nhận được khí tức của diêu linh ngày một gần hơn bọn khương côn trầm mặc ánh mắt lạnh lẽo u tối cảm giác bị đuổi theo này thật sự khiến người ta khó chịu ứng hoan hoan ôm cây đàn tranh mắt hơi cụp xuống quang mang lóe lên vài cái rồi bỗng dừng lại khẽ nghiến răng nói để ta chặn bọn chúng lại mọi người chạy trước đi nghe vậy sắc mặt bọn khương côn nguyên phương đều biến đổi định phản đối thì ứng hoan hoan đã liếc nhìn bọn họ với ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều. Các ngươi có thể chặn được bọn Diêu Linh không? Bọn Khương Côn khựng người, khoảng cách giữa bọn họ và Diêu Linh quá lớn, dù liều chết cũng khó có được hiệu quả. Nếu thấy vẫn còn thời gian suy nghĩ thì tiếp tục đi đi. Ứng hoan hoan quay người, ngồi khoanh chân trên một tảng đá xanh, đặt cây đàn tranh phía trước mặt, đưa cởi chiếc đuôi ngựa đen kia đi, làn tóc đen nhẹ nhàng xõa xuống, giống như là thác nước vậy. Nhìn dáng người thiếu nữ đang ngồi, bọn Khương Côn không kìm được nắm chặt tay. Đi đi, Lâm Động nhìn nàng ta một lúc, rồi bất ngờ không nói lời nào, quay người bay đi luôn. Phía sau, ánh mắt bọn Khương Côn thay đổi một lúc, cuối cùng cũng đành nghiến răng rời đi. "Lâm Động, hãy mang hạt giống trở về đạo tông." Sau khi cảm nhận bọn họ đã rời đi, Ứng Hoan Hoan khẽ đặt tay lên cây đàn, trong đôi mắt dần hiện lên hồng quang, giọng nói nhẹ nhẹ vang lên. Chương 683, vô tướng Bồ đề âm. Trên đỉnh núi, màu xanh rừng rậm lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Nhìn từ xa sẽ thấy giống như một mảnh hải dương màu xanh biếc. Ứng hoan hoan ngồi trên tảng đá xanh, mái tóc màu đen vốn buộc đuôi ngựa lúc này như đổ xuống như thác, phủ xuống tận phần eo thon gọn mềm mại. Gió nhẹ khẽ thổi, tóc đen bàn lất phất, phẳng phất có hương thơm tỏa ra. Bàn tay ngọc ngà không tì vết của nàng thiếu nữ khẽ đặt lên cây đàn tranh. Từ từ nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn bầu trời phương xa. Nơi đó có tiếng gió rít gấp gáp, khí hung sát nhanh chóng truyền tới. Vút vút vút. Âm thanh xé gió phá vỡ sự tĩnh lặng của phiến hải dương xanh biếc, từ xa xa, rất nhiều bóng người đang bay tới, khi còn cách tảng đá xanh kia một đoạn thì dần chậm lại. Ha ha, đệ tử của đạo tông hiện tại kẻ nào cũng điên cuồng, Diêu Linh vừa hiện thân, nhìn thấy Ứng Hoan Hoan đang ngồi trên đỉnh núi, không kìm được lắc đầu cười, nói: "Nếu ngươi tưởng Diêu Linh ta biết thương Hoa Tiếc Ngọc thì e là ngươi sẽ thất vọng đấy." Ha ha, nha đầu này cũng xinh đẹp lắm, hay là đem về hưởng thụ đi." Một tên cường giả ma ấn chúng nở nụ cười quái dị ánh mắt không chút cố kỵ lướt qua người ứng Hoan Hoan. Xung quanh còn có không ít kẻ nữa đều phá lên cười quái dị. "Tô Lôi, giải quyết nàng ta đi. Những người còn lại cùng ta đuổi tiếp." Tiên Nguyên cổ trùng không có trên người nàng ta, Diêu Linh lạnh lùng nhìn ứng Hoan Hoan rồi vẫy tay, nói: "Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời, nàng thiếu nữ áo trắng váy xanh đã nở nụ cười, ngón tay gảy lên dây đàn, trong đôi mắt to tròn đen mà sáng kia bỗng có hồng quang kỳ dị. "Ngươi cũng đánh giá mình quá cao rồi." muốn đi thì phải vượt qua cầm trận của ta đã dứt tiếng cười gương mặt ứng hoan hoan lạnh băng một luồng sức mạnh cực lớn bùng phát gần đến cảnh giới bát nguyên niết bàn chỉ thế thôi sao nhưng diêu linh thấy thế chỉ phì cười ứng hoan hoan cục mắt xuống bàn tay đặt lên cây đàn rồi ngón tay bỗng ấn mạnh xuống máu tươi trào ra từ lòng bàn tay nàng gần như ngay lập tức cây đàn tranh bị nhuốm một màu huyết hồng sắc theo đó huyết sắc chuyển động trên cây đàn một thứ sức mạnh kỳ dị cũng tỏa ra theo ánh huyết quang động thủ, nhà đầu này không bình thường, Diêu Linh thấy thế, đồng tử có rút lại, hắn bỗng có dự cảm không ổn, lập tức hét lên. Xoẹt, vừa dứt lời, Tô Lôi phía sau đã lao vút tới, nguyên lực cuồng bạo ngưng tụ, hắn tung một quyền về phía ứng Hoan Hoan. Vô tướng Bồ Đề Âm, ứng Hoan Hoan hơi nhìn lên, vô cùng bình tĩnh nhìn Tô Lôi đang lao tới, rồi một âm thanh dịu nhẹ vang ra từ miệng nàng. Đúng vào khoảnh khắc lời nói vừa dứt, đầu ngón tay nàng cũng bắt đầu chuyển động trên những sợi dây đàn huyết sắc. Đông, thiên địa bỗng nhiên giống như tĩnh lặng, sau đó một đạo huyết quang với tốc độ khủng bố xuất hiện, lao thẳng về phía Tô Lôi. Phanh, một âm thanh vang dội cất lên, Tô Lôi có thực lực bát nguyên niết bàn, không ngờ lại bị đánh bật đi trước bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Tiếng đàn thật là quỷ dị, Tô Lôi khó khăn lấy lại thăng bằng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Khi chạm vào đạo huyết quang vừa rồi, hắn phát hiện toàn bộ sức mạnh của hắn cũng bị phản chấn ngược lại hết. Vô tướng Bồ Đề Âm, ánh mắt Diêu Linh lúc này dần trở nên ngưng trọng, hắn nhìn chằm chằm ứng hoan hoan, trầm giọng nói, Người đã tu luyện thành công vô tướng bồ đề âm của thiên địa đạo tông, được mệnh danh uy lực cực gần với tứ đại kỳ. Kinh, ứng hoan hoan ngẩng đầu nhìn lên, cặp môi khẽ mím lại, cười nói, không ngờ ngươi hiểu rõ về vũ kỹ của đạo tông ta như vậy. Không hổ là chấp sự của nguyên môn. Tiểu nha đầu, đừng khua môi múa mép trước mặt ta. Vô tướng bồ đề âm đúng là rất mạnh, nhưng chỉ một mình ngươi mà muốn ngăn cản bọn ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Diều linh quát lớn, tất cả cùng động thủ, để xem nàng ta làm thế nào. Diêu Linh hét lên rồi lao lên trước tiên. Khí thế cử nguyên niết bàn bùng phát, dường như khiến cho cả ngọn núi cũng phải rung chuyển. Ứng hoan hoan nhìn Diêu Linh cuối cùng cũng động thủ, ánh mắt trở nên ngưng trọng, hít vào một hơi sâu, hàm răng cắn nhẹ môi, từ khóe miệng chảy ra một tia máu. Vô tướng bồ đề âm, chúng sinh tướng. Giọng nói nhẹ nhàng của ứng hoan hoan một lần nữa vang lên, huyết quang cuộn trào, cuối cùng ngưng tụ lại phía sau lưng nàng thành một gốc cây bồ đề huyết sắc cây bồ đề cổ thụ khẽ rung lên, cành lá đung đưa, một đạo âm thanh như từ thời thiên địa sơ khai vang vọng lên. Sóng âm kỳ lạ lan tỏa bao trùm cả thiên địa, bọn diêu linh đang lao tới bỗng nhiên khựng lại, phía trước mặt bọn chúng, không gian méo mó rồi như hiện ra một tấm gương vô hình. Trong tấm gương chính là hình ảnh của bọn chúng. Phụt phụt, tấm gương chuyển động, trước những vẻ mặt kinh hãi của bọn chúng, những hình ảnh trong gương chậm chậm bước ra, xuất hiện trước mặt mọi người vô tướng bồ đề âm quả nhiên đáng sợ. Nhìn cái bóng người giống hệt mình, Đồng tử Diêu Linh có rút lại. Hắn ngước mắt nhìn lên trên, thiếu nữ đang ngồi phía trước cây Bồ đề huyết sắc lúc này, tia máu tươi chảy ra từ trên môi cũng càng ngày càng trở nên tiên diễm hơn rất nhiều. O không o vút vút, trên bầu trời có một vài bóng người bay lướt qua. Bọn họ đều im lặng không nói gì, không khí vô cùng áp lực khiến cho mọi người gần như không thể thở nổi. Bọn họ chính là mấy người lâm động, Khương Côn vừa chia tay cùng ứng Hoan Hoan, bỗng một người dừng phát lại mấy người phía trước cảm giác thấy cũng dừng lại nhìn về phía khương côn ở phía sau mọi người cứ như vậy bỏ nàng ấy ở lại sao khương côn nắm chặt tay giọng nói khàn đặc viên lăng nguyên phương trầm mặc ánh mắt hiện lên vẻ đau xót vậy ngươi nói xem phải làm sao lầm động khẽ hỏi ngươi có phải là nam nhân không lúc này lại bỏ lại một mình nàng ấy nàng ấy sao có thể là đối thủ của bọn diêu linh chúng ta cứ thế này trở về làm sao ăn nói được với các sư huynh đệ khương côn ngẩng phát đầu lên giữ dàn hét vào mặt lâm động vì thế chúng ta nên ở lại cùng chống lại kẻ địch rồi tất cả cùng chết và tặng tiên nguyên cổ trùng cho bọn chúng để bọn chúng mang về nguyên môn và khiến nguyên môn sẽ lớn mạnh hơn nữa sao lâm động bình tĩnh nhìn khương côn đang kêu gào từ tốn nói thấy lâm động bình tĩnh như thế khương côn khựng người rồi cúi đầu đau đớn hai tay ôm lấy đầu khương côn chuyện này không thể trách lâm động sư đệ được nguyên phương nói nhỏ đi thôi nếu hoan hoan xảy ra chuyện gì sau này chúng ta sẽ không đội trời chung với nguyên môn viên lăng nắm lấy cánh tay khương côn ánh mắt hắn cũng hơi đỏ lên trầm giọng nói khương côn có chút chết lặng bị viên lăng kéo lên toàn thân đờ đẫn đi theo lâm động nhìn mấy người ánh mắt bình tĩnh lúc này cũng có chút dao động chợt hắn khẽ thở dài lật tay hạt giống tiên nguyên cổ trùng màu xanh biếc chợt lóe lên sau đó hắn trực tiếp ném cho nguyên phương lâm động ngươi nguyên phương nhận lấy tiên nguyên cổ trùng nhìn lâm động đầy ngạc nhiên Huynh ấy nói rất đúng, cứ thế này trở về thực sự là không thể ăn nói được với mọi người. Lâm Động nhún nhún vai, hắn biết trong đạo tông, Ứng Hoan Hoan được yêu quý thế nào. Nếu lần này về, dù mọi người có thấu hiểu nhưng chắc chắn ánh mắt oán trách cũng khiến hắn không chịu nổi. Ta quay lại tìm nàng ta, mọi người đem hạt giống về đạo tông đi." Lâm Động không chút chần chừ, quay người đi luôn. Lâm Động, Nguyên Phương nhìn dáng người gầy gò của gã thanh niên, bỗng hét lên một tiếng, đưa tay quệt nước mắt, "Nhất định phải đưa Hoan Hoan về nhé!" Lâm Động không quay lại, chỉ khẽ vẫy tay ra phía sau một cái rồi ngẩng đầu lên, thở hắt ra một hơi, xem ra lần này phải thật sự liều mạng rồi. Chương 684, cứu người. Phía trên hải dương xanh biếc, nguyên lực cuồng bạo dâng tràn, một giai điệu du dương nhẹ nhàng với giai điệu vô cùng thần kỳ vang vọng trong không trung. Ầm ầm, nguyên lực bùng phát, sắc mặt Diêu Linh tối lại, một trưởng mang theo luồng nguyên lực hùng hồn oanh kích lên bóng người phía trước, dung mạo của nó giống hệt hắn, thậm chí cái thần trên gương mặt cũng không khác chút nào, nhìn giống như được sinh ra từ một khuôn mẫu vậy. Nắm đấm của Diêu Linh đánh mạnh lên cái bóng kia, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ, cái bóng rung lên, cuối cùng bùng một tiếng nổ tan tành. Tung trưởng đánh tan cái bóng của chính mình, ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại nhìn xung quanh. Trên không trung lúc này cũng rất hỗn loạn. Trước mặt tất cả những ai đuổi đến đều có một cái bóng giống hệt mình. Thực lực của bọn chúng giống hệt kẻ mà bọn chúng sao chép. Thực lực của cái bóng trước mặt Diêu Linh, ban nãy tuy không thể bằng hắn nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu hơn nữa vũ kỹ mà nó biết đều giống hệt hắn đối phó rất khó khăn diêu linh nhìn về đỉnh núi ở đó một gốc cây bồ đề huyết sắc đang khẽ lay động và những cái bóng kia chính là được phát ra từ gốc cây này bên dưới cây bồ đề là nàng thiếu nữ đang ngồi tĩnh tọa những ngón tay ngọc ngà gảy lên những sợi đàn huyết sắc sắc mặt nàng ta lúc này có phần tái nhợt màu đỏ của máu trên môi ngày càng rõ rệt hơn ai cũng biết hiện giờ trạng thái của cô không phải rất tốt không hổ là vũ kỹ mạnh nhất ngoài tứ đại kỳ kinh của thiên điện đạo tông nhưng với thực lực của ngươi thì có thể kiên trì được bao lâu?" Diêu Linh cười lạnh, "Ngăn cản được các ngươi là đủ rồi." Ứng Hoan Hoan ngẩng đầu lên, nụ cười hiện lên với vẻ huyết sắc nhìn rất thê lương, nhưng lại có một vẻ đẹp kinh động hồn phách. Khóe mắt Diêu Linh co giật mấy cái, rồi ánh mắt tràn ngập sát ý, nói, "Ngươi với thực lực thất nguyên niết bàn mà giữ chân được bọn ta ở đây. Chuyện này mà truyền đi cũng đủ khiến ngươi tự hào rồi. Chỉ có điều, ngươi không có cơ hội chứng kiến thời khắc đó đâu. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi." diêu linh ta không phải người biết thương hoa tiết ngọc vừa dứt lời mắt diêu linh lóe lên hung quang thân hình biến thành một vệt lưu quang bay ra bàn tay to lớn đánh xuống ứng hoan hoan cự trưởng đánh xuống khiến không khí cũng nổ tung trên đỉnh núi chịu áp lực lớn tách ra thành vô số rãnh nứt bạn đang đọc truyện tại WWW, chuyện phun diêu linh lần này ra tay không hề có chút nương tay hiển nhiên hắn đã bị ứng hoan hoan chọc giận ứng hoan hoan ngẩng đầu lên kình phong đáng sợ từ trên không trung khiến nàng không thể động đậy được vô tướng bồ đề âm đúng là rất mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Lần thi triển vừa rồi đã tiêu hao cạn nguyên lực trong người nàng. Lúc này nàng đã không còn khả năng phản kháng nữa. Bọn họ, có lẽ đã đến nơi an toàn rồi. Ứng hoan hoan khẽ mỉm cười, trên gương mặt không hề có chút sợ hãi nào. Nàng biết rõ ràng tầm quan trọng của thiên nguyên cổ trùng đối với đạo tông. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần ứng hoan hoan, cây bồ đề huyết sắc dưới áp lực của bàn tay đã nổ tung. Chết đi, Diêu Linh hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy ứng hoan hoan. Nàng hít sâu vào một hơi rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Vút, thế nhưng khi hai mắt ứng hoan hoan, sắp nhắm hẳn thì trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo thanh quang với tốc độ kinh người. Bay tới, cuối cùng vào khoảnh khắc cự trưởng, sắp đánh xuống đã ôm lấy nàng thiếu nữ vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt những tấm vảy xanh xuất hiện, hình thành nên một tấm lá chắn khổng lồ. Uy. Cự trường ẩm ẩm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toác lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Diêu Linh nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt lại tối lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi. Ở đó, khi khói bụi dần tan đi, một tấm lá chắn bằng vảy xanh xuất hiện. rắc, vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tấm lá chắn, cuối cùng nổ tung. Theo đó, hai đạo thân ảnh cũng dần xuất hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân, đúng là cảnh tượng không tệ a. À. Diêu Linh lạnh lùng nhìn gã thanh niên đang chậm chậm đứng lên, khóe miệng nhắc lên nụ cười châm chọc. Lâm Động ôm bàn tay bị chấn động đến tê dại của mình, rồi nhìn ứng hoan hoan thần trí gần như mơ hồ, khóe miệng khẽ giật giật, cô nàng này thật sự rất liều mạng a. À. Người của nguyên môn cũng chẳng có chút phong độ gì cả, chỉ biết hiếp đáp đàn bà trẻ con, Lâm Động ngẩng lên nhìn Diêu Linh, nói. Tiểu tử, lúc này vẫn khô môi múa mép, Diêu Linh nhách mép cười dữ dằn. Lâm Động cười cười, hắn nhìn bọn người đang dần bao vây lại, cũng biết không thể ở lại lâu hơn nữa. Bất luận dùng thủ đoạn gì hắn, cũng không thể với sức một người mà ngăn cản được hết cả bọn diêu linh này. Phụt, quang mang màu xám nhanh chóng xuất hiện trên trán lâm động, yêu nhãn lại một lần nữa xuất hiện. Hoang vu yêu nhãn, diêu linh nhíu mày nhìn yêu nhãn trên trán lâm động, hiển nhiên hắn cũng biết rõ về nó. Trong tứ điện đạo tông, ngoại trừ tứ đại kỳ kinh cực kỳ nổi danh ra, cũng là một trong những vũ khí có uy lực mạnh mẽ đến cực đoan, cùng loại với vô tướng bồ đề âm lúc trước của ứng hoan hoan hoang vu yêu nhãn, vút, đạo quang mang màu xám mang theo sức phá hoại vô cùng khủng bố bỗng bắn ra từ yêu nhãn, trên chắn lâm động. Đạo quang mang kia bay tới đâu, những người từng chứng kiến uy lực của nó đều vội vàng rút lui. Ngay cả Diêu Linh cũng phải lùi lại không muốn dính đến cái thứ khủng bố đó. Diêu Linh, ta nghĩ sau này sẽ có không ít người của đạo tông đến tìm ngươi đâu. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn cười được vui như vậy, lâm động nhếch mép cười, nụ cười tươi tắn nhưng lại đầy hàn ý, ánh mắt Diêu Linh tối sầm lại đương nhiên hắn biết sự việc hôm nay chắc chắn sẽ chọc giận đạo tông. Mà hắn hiện giờ chỉ là kẻ bị nguyên môn trục xuất, nếu đạo tông tìm đến hắn, hắn lại không thể đem tiên nguyên cổ trùng hiến cho nguyên môn, vậy thì hắn chắc chắn sẽ rơi vào cục diện vô cùng khó khăn. Yên tâm, giết các ngươi đi, rồi lấy lại tiên nguyên cổ trùng thì không có những phiền phức ấy nữa." Diêu Linh Nam hiểm nói. "Chỉ ở ngươi không có cơ hội." Lâm Động cười, bàn tay nắm lại, thiên ngạc cốt thương hiện ra, bàn tay lật một cái, một lượng lớn dịch thể huyết hồng sắc lan tràn ra, đây chính là thứ mà Lâm Động đã đấu giá được trong chiến trường viễn cổ, huyết mạch của Thiên Hoang Thần Ngưu, từ lúc có nó đến giờ vẫn chưa dùng, lúc này thì nhất định phải dùng đến rồi, huyết dịch chảy vào trong Thiên Ngạc cốt thương, thủ ấn Lâm Động biến hóa, cây thương rung lên, rồi huyết quang bùng phát, một tiếng gầm rú tựa từ thời viễn cổ vang lên. Huyết quang ngưng tụ, rồi trước ánh mắt kinh dị của bọn Diêu Linh, dần tụ lại thành con Thiên Ngạc viễn cổ khổng lồ. Đi Lâm Động điểm mạnh ngón tay, đầu Thiên Ngạc Viễn, cổ kia gào thét một tiếng, chạy những bước khiến thiên địa rung chuyển, hung hãn xông về phía bọn Diêu Linh. Triệu hồi được Thiên Ngạc Viễn Cổ, Lâm Động cất Thiên Ngạc cốt thương đi rồi cõng ứng Hoan Hoan lên lưng, không chút chần chừ quay người chạy đi. Hắn biết, tuy uy lực của linh hồn Thiên Ngạc hiện tại rất mạnh nhưng vẫn như cũ không thể là đối thủ của bọn Diêu Linh, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tên khốn kiếp, Diêu Linh thấy Lâm Động chạy xa, ánh mắt tối sầm lại, hét lên, "Tiểu tử, ngươi chạy không thoát đâu." Lắm lời quá, Lâm Động không hề ngừng lại, khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên nghe thấy tiếng cười yếu ớt vang lên bên cạnh. Liếc mắt thì thấy gương mặt tái nhợt của Ứng Hoan Hoan, lúc này nàng ta cũng đã tỉnh lại được một chút. "Đi thôi, ta đưa ngươi về." Lâm Động mím môi, khẽ nói. Ứng Hoan Hoan ngẩn người nhìn một bên gương mặt đầy cương nghị của Lâm Động. Một lát sau Lâm Động nghe thấy bên tai vang lên tiếng ừm, rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng lại có sự nhu thuận khó nhận ra. Chương 685: Ân oán. Thời gian dần trôi qua, Bóng đêm cũng dần bao trùm xuống dãy núi. Bóng tối càng đến gần, thỉnh thoảng lại vang lên không ít tiếng gầm rú của vô số loài yêu thú. Trên một vách núi có một khe nứt được che khuất bởi một tảng đá khổng lồ. Khe nứt rộng khoảng vài trượng, vừa đủ cho mười mấy người. Lâm Động nhẹ nhàng đặt thiếu nữ trên lưng mình xuống, cảnh giác nhìn quanh khe nứt, nhìn bầu trời đang dần tối lại, rồi vội vàng dịch chuyển tảng đá che lại khe nứt. Ứng Hoan Hoan yên lặng dựa vào vách đá, gương mặt tái nhợt khiến nàng có vẻ yếu ớt hơn nhiều. Nàng cũng không nói gì, chỉ nhìn Lâm Động đang bận rộn qua lại, ánh mắt có phần phức tạp, một lúc lâu sau mới khẽ nói, "Ban đầu ta đối với ngươi như vậy, không ngờ cuối cùng ngươi lại mạo hiểm cứu ta." Sau khi che kín lại khe nứt, Lâm Động khẽ đập đập tay, quay lại nhìn Ứng Hoan Hoan, nhíu mày nói, "Nhìn ta thế này đâu giống kẻ lòng dạ hẹp hòi chứ?" Ứng Hoan Hoan khẽ cười, nói, "Nhưng dù ngươi cứu ta thì ta tạm thời cũng không thu lại câu nhận xét cuối cùng." Nói khoác không biết ngượng à? xem ra ngươi không có lòng tin đối với việc ta có thể tham ngộ đại hoang vu kinh lâm động cười nói không phải không có lòng tin với ngươi mà là tỷ lệ tham ngộ thành công đại hoang vu kinh thật sự quá thấp hồi đó tỷ tỷ của ta cùng từng tĩnh tọa trước hoang điện đại hoang vu bi đến mấy tháng trời nhưng cuối cùng vẫn thất bại mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta ngoài tiền bối châu thông ra cũng chẳng có bất cứ ai tham ngộ được đại hoang vu kinh ứng hoan hoan lắc đầu nói mấy trăm năm nay đạo tông chúng ta không phải không xuất hiện kỳ tài nhưng cuối cùng vẫn không thể chinh phục được đại hoang vu kinh lâm động lặng lẽ gật đầu hắn cũng hiểu điều đó nếu đại hoang vu kinh dễ dàng tham ngộ thì hoang điện cũng không xếp hạng cuối trong tứ điện không ai nghi ngờ gì về mức độ mạnh mẽ của đại hoang vu kinh nếu ngươi tham ngộ được nó thì sẽ rất có lợi cho đạo tông ít nhất đến cuộc so tài tông phái sắp tới đạo tông chúng ta cũng có thêm phần chắc chắn bàn tay ứng hoan hoan vuốt nhẹ một lọn tóc đen chậm rãi nói so tài tông phái đó là cái gì lâm động từng nghe nói lưu thông của nguyên môn từng nói về nó trên đỉnh bách triều sơn trong bách triều đại chiến nhưng hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó cứ cách một khoảng thời gian các tông phái siêu cấp trên đông huyền vực lại tổ chức một cuộc so tài tông phái cuộc thi này chỉ có đệ tử các tông phái siêu cấp mới được tham dự nói cách khác đây là một hình thức rèn luyện ánh mắt ứng hoan hoan cụp xuống lâm động có thể thấy bàn tay nàng ta đang nắm chặt lại mà mỗi lần tham gia so tài tông phái này đạo tông chúng ta đều tổn thất một số đệ tử ưu tú đồng tử lâm động co lại lẽ nào cuộc so tài tông phái này cũng cùng một tính chất với bách triều đại chiến tổn thất đệ tử một là do nơi tổ chức quá nguy hiểm hai là vì những cuộc tranh đấu giữa các đệ tử các tông phái khác nhau đương nhiên với đạo tông chúng ta mà nói mỗi lần tham dự so tài tông phái tổn thất đệ tử phần lớn là vì nguyên môn nguyên môn lâm động cao mày quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn vốn dĩ đã không tốt cộng thêm việc nguyên môn hành sự đê tiện thêm chuyện của tiền bối châu thông năm đó nữa hai bên càng như lửa với nước. Trong nội bộ tông phái, tất cả đệ tử đều vô cùng căm thù nguyên môn, tương tự, đệ tử nguyên môn cũng coi đệ tử đạo tông chúng ta như cái gai trong mắt. Bình thường cao tầng của hai bên bởi vì cục diện chung mà cố gắng áp chế. Đương nhiên vẫn là đạo tông chúng ta nhượng bộ là chính, dù sao thực lực nguyên môn mạnh hơn đạo tông. Nguồn chuyện, giọng nói tuy trong trẻo nhưng lại lạnh lùng của ứng hoan hoan vang lên, lâm động có thể cảm nhận được nội ý trong đó. Ý của ngươi là, thời điểm tiến hành so tài tông phái, đệ tử nguyên môn sẽ chuyên nhằm vào đệ tử đạo tông để ra tay, hơn nữa còn hạ sát thủ." Lâm Động nheo mắt lại, nghi hoặc nói. Ứng Hoan Hoan cúi đầu, gương mặt cô được che phủ bởi ánh sáng xanh, khẽ nói: "Đệ tử nguyên môn về tổng thể đều mạnh hơn đạo tông chúng ta, vì thế các cuộc thi đấu trong mấy năm nay, đạo tông để tổn thất khá lớn, rất nhiều sư huynh đệ đều bị chúng độc thủ của đệ tử nguyên môn. Cuộc thi đấu lần trước, đại sư tỷ trước đây của thiên điện bọn ta đã chết trong tay đệ tử nguyên môn. Lúc đó tỷ ấy che chắn cho các đệ tử khác rút lui. Lúc đó rõ ràng tỷ ấy đã nói chúng ta nhận thua. Nhưng bọn súc sinh ấy không chịu thôi, rõ ràng bọn chúng cố ý. Giọng nói của ứng hoan hoan có phần run rẩy, nàng vùi đầu xuống đầu gối, thân hình nhỏ bé khẽ run lên. Lâm động trầm mặc, trong các cuộc đối đầu giữa các tông phái siêu cấp đều, có thể xuất hiện đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn, chỉ là không ngờ nguyên môn lại đề tiện đến vậy lâm động nhìn dáng người nhỏ bé mỏng manh kia môi khẽ mím lại trong bóng đêm đôi mắt ánh lên hàn ý cuộc so tài thông phái lần này nếu không có gì bất ngờ chính là đến phiên tỷ tỷ sẽ dẫn đoàn ta biết tính cách tỷ ấy nếu đến thời khắc quan trọng tỷ ấy sẽ cùng liều mình ngọc đá cùng tan với đệ tử nguyên môn ứng hoan hoan ngẩng đầu lên đưa tay quệt má dưới ánh trăng mờ ảo đôi mắt nàng hơi đỏ lên nhìn thanh niên trước mắt nàng nói nếu gặp phải tình cảnh đó ta cũng sẽ không chút do dự Lâm Động nhìn ánh mắt thiếu nữ lóe lên sự kiên quyết, lặng lẽ gật đầu. Hắn mới vào đạo tông, không lâu đương nhiên không hiểu rõ về ân oán giữa đạo tông và nguyên môn. Nếu phẫn nộ thì trong lần so tài tông phái này, hãy giết thêm vài tên đệ tử nguyên môn đi. Lâm Động khẽ cười, cũng không khuyên giải gì vì hiện giờ hắn cũng rất có ác cảm với nguyên môn. Ừm, ứng hoan hoan gật mạnh, rồi cười nói, nhưng trước lúc đó chúng ta phải sống sót trở về đạo tông đã. Diêu Linh sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta đâu trên người hắn có lẽ có thứ gì đó cảm ứng được tiên nguyên cổ trùng lâm động nhìn bầu trời đêm nói vậy thì bọn hắn sẽ đuổi theo bọn khương côn sao ứng hoan hoan sững người vội vàng nói nàng biết lâm động đã giao tiên nguyên cổ trùng cho bọn nguyên phương yên tâm đi khi giao tiên nguyên cổ trùng cho phương tỷ ta đã phong ấn khí tức của nó rồi lâm động cười rồi nắm tay lại tiên nguyên cổ thụ khổng lồ trợt hiện ra rơi xuống đất hơn nữa trong tay ta còn có cái này diêu linh sẽ tưởng nó là tiên nguyên cổ trùng cho nên chắc chắn hắn sẽ tìm đến chúng ta. Lúc này ứng hoan hoan mới thở phào một hơi, chợt liếc nhìn lâm động, hiển nhiên nàng cũng không ngờ lâm động lại suy nghĩ chu đáo đến vậy, mọi thứ đã sắp xếp rất thỏa đáng. Ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi đã tiêu hao quá nhiều rồi, có lẽ trong đêm nay bọn diêu linh hẳn là chưa tìm được đến đây đâu. Lâm động nói, ừm, um, ứng hoan hoan khẽ gật, lúc này đúng là nàng đã quá mệt, nguyên lực thiếu hụt khiến toàn thân dã rời, cô dựa vào vách đá nhắm mắt lại thấy ứng hoan hoan đã nghỉ ngơi, lâm động mới quay ra nhìn lên bầu trời. Đêm, hắn có thể cảm nhận được những sự dao động xung quanh đây, bọn diêu linh đang tìm bọn họ. Đám khốn kiếp nguyên môn kia, sớm muộn gì các ngươi cũng phải trả giá. Lâm động khẽ lẩm bẩm, rồi lấy ra một bộ hắc bào trong túi càn khôn khoác lên người ứng hoan hoan, lúc này đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sau đó ngồi xuống, nhưng hắn không thể nhắm mắt, ở nơi nguy hiểm này hiển nhiên hắn không thể nghỉ ngơi được. Thế là lâm động mở mắt, cả đêm thức canh chừng, o không o khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống dãy núi, cặp mày của nàng thiếu nữ khẽ rộng, hai mắt mở ra, thấy ngay là hình ảnh của Lâm Động đang ngồi và đôi mắt sáng trong của hắn. Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ, Lâm Động thấy ứng hoan hoan đã tỉnh, khí sắc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều. Ngươi không nghỉ ngơi à? Ứng hoan hoan rất tinh ý, nhận thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Lâm Động, chắc chắn cả đêm hắn đã phải căng thẳng bảo vệ nơi này. Lâm Động không nói gì, chỉ thu lại hắc bào trên người nàng. Ứng Hoan hoan ngoảnh mặt nhìn hắn, rồi khẽ nói, "Từ khi vào đạo tông, ta có thể thấy ngươi luôn cẩn thận, thận trọng như thế, không mệt mỏi sao?" "Mệt mỏi?" Lâm Động cười, hắn nhìn chăm chú nàng thiếu nữ trước mặt, nói, "Từ khi sinh ra, ngươi đã sống trong tông phái siêu cấp khiến vô số người ngưỡng mộ. Còn ta chỉ là người của một phân gia tông tộc của một vương triều hạ cấp. Từ hồi còn rất nhỏ ta đã có một kẻ thù, mà chỉ cần dùng một ngón tay có thể đè chết cả gia đình của ta. Tuy lúc đó ta vô cùng oán hận hắn, nhưng ta không hề để lộ một chút cảm xúc gì chỉ có thể từng bước nỗ lực tu luyện cho đến khi có khả năng chống lại hắn chỉ khi đó ta mới có khả năng bảo hộ người nhà của mình ta chẳng có chỗ dựa cũng chẳng có bối cảnh vì thế ta phải thận trọng nếu không chức quán quân bách triều đại chiến có thể đến lượt một kẻ xuất thân từ vương triều hạ cấp như ta không nhìn gương mặt trẻ tuổi với nụ cười ấy ứng hoan hoan trầm mặc nàng thực sự không tưởng tượng được những gì mà hắn đã phải trải qua thế kẻ thù của ngươi bị ta giết trên đỉnh bách triều sơn rồi lâm động nhún vai thản nhiên nói ứng hoan hoan khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm quỳnh đúng lúc ấy ngọn núi bỗng rung chuyển dữ dội hòn đá khổng lồ chắn ở khe nứt kia đột nhiên nổ tung có thể nghe thấy tiếng ồn ào quát tháo từ bên ngoài cuối cùng bọn họ cũng bị phát hiện lát ngươi phải rời đi trước ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc ta rút lui lâm động nhìn ra ngoài thở hắt ra một tiếng rồi nói ứng hoan hoan cắn nhẹ môi ánh mắt nàng có phần ấm ức nhưng lại bị sự quật cường mạnh mẽ trên khuôn mặt của gã thanh niên ngay trước mặt khiến cho dần dần tan biến đi, cuối cùng nàng khẽ gật đầu. Ừm. Chương 686, đánh bại Tô Lôi. Hơn chục thân ảnh huyền phủ trên bầu trời, nguyên lực cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ cơ thể bọn chúng. Ánh mắt bọn chúng lúc này đều mang đầy sự u tối nhìn về khe nứt trên vách núi. Lâm Động, trốn cả một đêm vẫn chưa đủ sao? Diêu Linh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trong khe nứt, giọng nói mang đầy sát ý và nộ khí, Cả đêm tìm kiếm hiển nhiên đã khiến cho hắn khá bực mình. Mỗi người cũng so sánh được với xúc sinh nhỉ, tiếng cười nhẹ vang ra từ khe nứt, rồi đất đá bay lên tứ tung, hai thân ảnh từ trong bay ra, chính là Lâm Động và Ứng Hoan Hoan. Vừa hiện thân, Lâm Động đã nhanh chóng nhìn lên không trung. Trước mặt số lượng người tuy không bằng hôm qua nhưng trận hình này vẫn không thể coi thường. Ngoài Diêu Linh khó đối phó nhất ra, Tô Lôi và la giật của ma ấn chúng cũng có mặt, những kẻ khác thì khí tức cũng đều là thất nguyên nhất bàn một cử nguyên niết bàn hai bát nguyên niết bàn và hơn bảy thất nguyên niết bàn cho dù lâm động đã có chuẩn bị tâm lý nhưng bàn tay trong tay áo vẫn không kìm được mà nắm chặt lại ứng hoan hoan đứng phía sau hắn ánh mắt cũng hiện vẻ lo lắng dù biết lực chiến đấu của lâm động hơn hẳn thực lực bề ngoài của hắn nhưng bất luận thể nào thực lực vốn có của hắn chỉ là ngũ nguyên niết bàn chỉ đối phó với mình diêu linh cũng đã vô cùng miễn cưỡng huống hồ ở đây còn có một đám hung đồ xếp hạng cao trong tông phái thông tập bảng như tô lôi và la giật tiểu tử, lần này ngươi không có cơ hội chạy thoát nữa đâu. Diêu Linh nhìn lâm động trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh lẽo. Ngoan ngoãn giao tiên nguyên cổ trùng ra, ta có thể cho hai người làm đôi uyên ương vong mệnh. Nếu không thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói đến khúc cuối, sắc mặt Diêu Linh đã trở nên hung hăng, sát ý lạnh băng bắn ra khiến nhiệt độ xung quanh như hạ thấp xuống một chút. Lâm động bình tĩnh hơi nghiêng đầu nhìn thiếu nữ phía sau lưng mình, khẽ nói, đi đi, nghe hắn nói thế, ứng hoan hoan khẽ cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng cục diện lúc này nếu để lại một mình lâm động thì chắc chắn hắn sẽ lành ít giữ nhiều hay là ta ở lại giúp ngươi ta tu luyện vô tướng bồ đề âm có lẽ ứng hoan hoan trần trừ một lát cuối cùng nói đi thế nhưng khi nàng còn chưa nói hết thì lâm động đã quay đi ánh mắt cụp xuống giọng nói bình tĩnh không chút sao động nhìn bóng lưng gầy gò của gã thanh niên này ứng hoan hoan không khỏi nắm chặt tay nàng ta có thể nhận ra trong ngữ khí bình thản ấy là một chút giận dữ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lâm động nàng thấy hắn nổi giận người hãy cẩn thận ứng hoan hoan nắm chặt tay lại khẽ hít sâu một hơi ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng gã thiếu niên kia một lần rồi nhanh chóng quay người bay đi muốn chạy sao tô lôi chặn nàng ta lại diêu linh thấy vậy liền quát lên vâng tô lôi bên cạnh lập tức đáp nhanh dẫm mạnh chân thân hình biến thành một đạo hồng quang đuổi theo ứng hoan hoan xoẹt thế nhưng khi hắn vừa động thân thì một bóng người đã xuất hiện trước mặt hắn bàn tay nắm lại một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ trợt hiện ra lâm động nhấc mạnh thân cây lên gốc cổ thụ mang theo sức mạnh nặng nề bổ thẳng xuống tô lôi muốn chết hiển nhiên tô lôi không phải nhân vật tầm thường vừa thấy lâm động ngăn cản hắn lập tức nắm tay lại một thanh lôi đao màu bạc nhất thời xuất hiện thần đao nghiêng một góc chặt xuống gốc cổ thụ keng hai bên va chạm âm thanh kim loại va chạm cùng luồng kình phong kinh người cuộn trào phát ra thanh lôi đao chặt mạnh lên gốc cổ thụ nhưng sắc mặt tô lôi lập tức thay đổi ánh mắt hiện lên vẻ kinh hãi bởi vì hắn nhận ra khi thanh lôi đao chạm vào gốc cổ thụ kia nguyên lực vận chuyển bên trong cơ thể hắn bỗng trở nên chậm chạp gốc cây này thật cổ quái tô lôi cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú lập tức biết chắc chắn đó là do gốc cây cổ quái này của lâm động thân hình liền khẽ động định rút lui nhưng lâm động lúc này hiển nhiên chẳng hề có ý định giao lưu thực lực cục diện lúc này đối với hắn vô cùng bất lợi cơ hội thế này đương nhiên hắn không thể bỏ qua vì thế lợi dụng khi nguyên lực trong cơ thể tô lôi bị trì trệ quang mang màu xám nhanh chóng ngưng tụ lại trên trán lâm động hoang vu yêu nhãn một lần nữa hiện ra một chùm quang mang màu xám với sức phá hoại vô cùng khủng bố nhằm thẳng vào ngực trái tô lôi bắn tới tốc độ của chùm quang mang cực nhanh khiến tô lôi cũng phải toát mồ hôi lạnh nguyên lực vội vàng tràn ra tạo thành tấm lá chắn phía trước hắn vút quang mang màu xám bắn thẳng lên tấm lá chắn nguyên lực sức phá hoại đáng sợ của nó được thể hiện triệt đề tấm lá chắn nhìn có vẻ vững chắc vô cùng đã xuất hiện vô số vết dạn nứt, rồi bùm một tiếng, bị trùm quang mang xuyên thủng. Tuy tấm lá chắn không chặn được trùm quang mang nhưng cũng khiến công kích chậm lại một chút. Tô Khôi Nhân lúc đó lùi nhanh về phía sau, có điều tốc độ không đủ nhanh, vì thế mới lùi được vài bước đã bị trùm quang mang lao tới như chớp, bắn thẳng vào vai. Bùm, năng lượng đáng sợ đánh bật Tô Khôi bay thẳng về phía sau, nơi vai hắn máu tươi bắn tung tóe, thân hình hắn thảm hại lui sau mười mấy bước tay ôm lấy vai, máu trên vai dỉ qua kẽ tay. Sắc mặt hắn có phần mơ màng, rồi sự hung hăng thay thế, hắn không thể ngờ mình lại bị lâm động đánh cho bị thương ngay chiêu đầu tiên. Tiểu tạp chủng, ta phải giết ngươi, vẻ mặt tô lôi tràn ngập sát ý, hắn gào lên. Thế nhưng, khi tiếng hét của hắn vừa dứt, lâm động đã nhanh như chớp bay tới, trong đôi mắt đen dâng tràn hàn ý. Gốc cổ thụ màu đen trong tay tựa thanh cự côn không chút khách khí dáng, xuống người tô lôi. Ẩm, âm thanh trầm đục vang lên, Tô Lôi vừa mới đứng vững lại bay ra sau một lần nữa, rồi đâm sầm vào vách núi, cả người bị lún sâu vào trong. Muốn giết ta thì ít nhất cũng phải để lại cái gì chứ? Lâm Động đánh bay Tô Lôi đi, rồi quay sang nhìn bọn Diêu Linh, sắc mặt lúc này đang tối sầm lại, nụ cười của hắn mang đầy khí hung sát. Diêu Linh liếc nhìn Tô Lôi đang vùng vẫy để chui ra khỏi vách núi, trong lòng có phần kinh ngạc. Hắn biết rõ ràng thực lực mạnh mẽ của Tô Lôi, nhưng Lâm Động lại có thể khiến Tô Lôi trở nên thê thảm như thế kia, thủ đoạn đó không hề thua kém những kẻ hung đổ tay nhuốm vô số máu tươi, như bọn chúng. Thực lực thật sự của ngươi đúng là mạnh hơn biểu hiện bên ngoài, nhưng ngươi nghĩ hôm nay thoát thân được sao? Diêu Linh cười nhạt, rồi hắn bước ra, một luồng nguyên lực cuồng bạo nhất thời lan tràn ra. Bạn đang đọc truyện tại www chuyện phun trước luồng sức mạnh ấy lâm động cũng cảm thấy khó thở thực lực cử nguyên niết bàn quả nhiên cường hãn hơn hắn quá nhiều trước mặt ta dù ngươi vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi Diêu Linh nhắc tay lên, nắm lại, rồi cười, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Lão đại, sau khi bắt được hắn hãy để ta tiếp đãi hắn. Ta muốn đập tan từng đốt xương trên người. Hắn, tô lôi cả người bê bết máu thoát khỏi vách núi, nhìn bộ dạng hắn vô cùng thảm hại, khí tức cũng yếu đi nhiều. Hắn nhìn lâm động như muốn ăn tươi nuốt sống lâm động vậy. Lấy được tiên nguyên cổ chủng, cho ngươi tùy ý xử lý hắn. Diêu Linh cười nhạt, rồi vặn vặn cổ, chậm chậm bước lên phía trước, xem ra hắn sắp đích thân ra tay rồi. Đồng Tử Lâm Động có rút lại, hắn hít vào một hơi sâu, một tia quang mang quyết tuyệt đột nhiên lóe lên trong mắt. Hắn khẽ lật bàn tay một cái, năm tiên nguyên cổ quả lúc trước đột nhiên xuất hiện. Bao năm nay, tiểu gia ta đã đi qua đi lại giữa sinh và tử không biết bao nhiêu lần, vì thế các ngươi chưa hiểu được ta đâu." Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn bọn Diêu Linh cười một nụ cười gần như biến thái, rồi hắn há miệng, cho cả năm tiên nguyên cổ quả vào trong đó. Chương 687: Nuốt hết tiên nguyên cổ quả năm tiên nguyên cổ quả trôi xuống họng lâm động ực một tiếng đã bị hắn nuốt vào bụng tiên nguyên cổ quả diêu linh nhìn cảnh đó nhưng trong mắt không hề có sự kinh ngạc mà chỉ lắc đầu thương hại đồ ngu xem ra ngươi chưa từng biết gì về tiên nguyên cổ quả cả ngươi có biết một quả có năng lượng cuồng bạo đến mức nào không ăn một lúc cả năm quả đừng nói là ngươi ngay ta đây e là cũng không tiêu hóa được hành động của ngươi đúng là ngu ngốc thật nực cười diêu linh nhìn lâm động cười lạnh có lẽ giờ không cần bọn chúng động thủ Lâm Động cũng bị năng lượng cuồng bạo dày vò mà sống không bằng chết. Bên cạnh, bọn Tô Lôi và La Giật cũng nhìn Lâm Động đầy châm chọc, dường như bọn chúng đang muốn nhìn Lâm Động sẽ thành thảm hại thế nào. Vậy sao? Thế nhưng trước ánh mắt sung sướng trước tai họa kẻ khác của bọn chúng, Lâm Động nuốt một lúc năm tiên nguyên cổ quả chỉ chầm chậm, chậm ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ánh lên thanh quang hiện rõ vẻ chế nhạo. Đúng là đám năng lượng này rất cuồng bạo, nhưng muốn làm khó Lâm Động ta thì có lẽ chưa đủ đâu. Vì thế, khiến các ngươi thất vọng rồi. Hai tay Lâm Động hợp lại, rồi biến ra vô số ấn pháp khiến người ta phải hoa mắt, chợt một tiếng hét vang ra từ cổ họng hắn. Uỳnh uỳnh, ngay khi tiếng hét chấm dứt, một luồng năng lượng khủng bố bùng phát từ cơ thể hắn, trước tác động của nó, da của Lâm Động cũng đỏ bừng lên. "Để ta xem ngươi sẽ chết ra sao." Diêu Linh nhìn thấy vậy chỉ cười lạnh. Chấn áp, thủ ấn Lâm Động biến hóa rất nhanh, trong đầu hắn vang lên một giọng trầm đục, tiếng nói của hắn như sấm vang vọng trong cơ thể càn khôn cổ trận huyền phủ trên đan điền rung lên, nhiều tia sáng tỏa ra, tựa như một tấm lưới khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ năng lượng màu đỏ rực trong cơ thể Lâm Động. Bùm bùm, năng lượng đỏ rực như đợt sóng chiều xung kích lên tấm lưới, thế nhưng tấm lưới không chút dao động, bao chặt lấy chỗ năng lượng kia. Yên nào, lại một đạo ánh sáng ôn hòa bắn, ra biến thành một tấm thạch phù huyền phù phía trên luồng năng lượng. Vô số tia sáng bắn xuống nguồn gốc gây nên sức mạnh cuồng bạo kia. Thôn phệ, lại một giọng nói trầm đục, một tấm phù văn màu đen hiện ra lực thôn phệ bùng phát thành một cái hắc động ao 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 năng lượng đỏ rực bắt đầu chảy ào ào vào cái hắc động sau khi bị hút hết toàn bộ nguồn gốc cuồng bạo mới biến thành năng lượng dồi dào chuyển động trong kinh mạch lâm động dựa vào càn khôn cổ trận thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù lâm động gần như chấn áp được một cách hoàn hảo năng lượng cuồng bạo của năm tiên nguyên cổ quả đương nhiên chấn áp được không có nghĩa là hấp thụ được mà lâm động hiện tại dúng là không có thời gian để làm chuyện đó không phải hắn muốn dùng tiên nguyên cổ quả tăng cường thực lực, hắn chỉ muốn sự bùng phát trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian đó hắn sẽ có sức mạnh sánh ngang với bọn diêu linh. Nhưng sức mạnh đột nhiên bùng phát này rất dễ đạt đến cực hạn của sức chịu đựng. Một khi bị sức mạnh ấy xung kích, không chịu đựng nổi thì thân thể lâm động sẽ như quả bóng, bùng một tiếng nổ tung. Năng lượng hùng hồn như hồng thủy tràn ngập khắp tứ chi lâm động, một luồng sức mạnh cũng đang dâng tràn. Lâm động có thể cảm nhận được những cơn đau nhức trong kinh mạch. Thanh thiên hóa long quyết, cảm nhận được động tĩnh trong kinh mạch, lâm động hít sâu một hơi, thủ, ấn biến hóa, rồi sâu trong mắt phát ra thanh quang kỳ dị. Thanh quang lan tỏa khắp nơi trên cơ thể lâm động, khi ấy, thành kinh mạch trong người lâm động cũng hiện lên từng lớp vảy xanh. Những chiếc vảy này giống như tầng phòng ngự bảo vệ kinh mạch của lâm động, khi bọn chúng xuất hiện, cảm giác kinh mạch sắp nổ tung cũng tan biến đi nhiều. Rắc rắc, hai tay lâm động nắm chặt lại, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có, gương mặt hắn cũng dần hiện lên một nụ cười. Dựa vào ba đại thần vật cộng thêm Thanh Thiên Hóa Long Quyết, hắn đã khống chế được hoàn toàn sức mạnh của năm quả Tiên Nguyên cổ quả. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng trong thời gian ngắn này Lâm Động sẽ có sức mạnh dị thường. Các vị đã sẵn sàng chưa? Lâm Động ngẩng đầu lên, hai mắt phủ đầy thanh quang nhìn bọn Diêu Linh, cười nói, "Tên khốn kiếp." Bọn Diêu Linh nhìn Lâm Động với sức mạnh tăng lên đến mấy lần, sắc mặt đều tối sầm lại. Bọn chúng thật sự không thể tin được Lâm Động lại có thể trấn áp được năng lượng của năm Tiên Nguyên cổ quả ấy ánh mắt diêu linh lạnh như băng, hắn bắt đầu có sự kiêng rẻ, mọi biểu hiện của lâm động đều khiến hắn thấy bất an. Tên biến thái này nếu cứ trưởng thành tiếp thì sẽ là một đại họa, nhìn gương mặt đầy khí hung sát của lâm động, không hiểu vì sao diêu linh lại nhớ đến gã đệ tử cũng đến từ đạo tông, cái gã đã đơn độc sông đến nguyên môn giết chết ba đại trưởng lão năm xưa. Không thể để hắn sống được, nghĩ vậy, hàn ý dâng tràn, ánh mắt lấp lánh sát khí, diêu linh bỗng nhiên biến mất. Lâm Động đứng trên không, yêu nhãn trên trán bao phủ bởi quang mang màu xám, thấy Diêu Linh biến mắt, khóe miệng hắn nhếch lên, hai cánh tay rung lên, thanh quang bùng phát, hai cánh tay biến thành hai long thủ, sức mạnh đáng sợ lan tỏa, Lâm Động nắm chặt lấy tiên nguyên cổ thụ, bước một bước ra, nhấc gốc cây lên ném thẳng về phía trước. Gốc cây rạch tan không khí tạo nên một âm thanh chói tai. Ầm, gốc cây bay thẳng về phía trước, bỗng một nắm đấm được bao quanh bởi kim quang thỏ ra từ trong hư không cuối cùng mang theo sức mạnh hung hãn đấm thẳng vào gốc cây. Âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như cuồng phong, đỉnh núi ở xung quanh lập tức nổ tung, đất đá bay tứ tán. Vù, hai thân ảnh cùng bị sức mạnh đó đánh bật ra sau, dường như cả hai đều không phân cao thấp. Nhờ có tiên nguyên cổ quả, Lâm Động hiện giờ có thể kháng cự được với Diêu Linh. Không hổ là cường giả cửu nguyên nhất bàn. Lâm Động đứng vững lại, ngẩng đầu lên nhìn Diêu Linh cười. Lúc này hắn mới hiểu sức mạnh của cử nguyên Niết Bàn, nếu không có sức mạnh của tiên nguyên cổ quả, thì có lẽ hắn căn bản không thể giao đấu chính diện thế này được. Giờ cảm thán thì hơi sớm đấy. Tiểu tử, ta sẽ cho người biết sức mạnh của cử nguyên Niết Bàn. Diêu Linh cười u tối, hắn nắm hai tay lại, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ thành một cây trường thương kim sắc, trên thương sức mạnh đang bao phủ. Vèo vèo, Diêu Linh lao tới như chớp, trường thương trong tay biến thành vô số thương ảnh, bắn về phía lâm động như vũ bão. Bục Thế nhưng khi thương ảnh chưa tới người lâm động thì hắn đã biến mất. Á, à, lâm động vừa biến mất thì Diêu Linh nghe thấy phía sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vội quay lại, hắn nhìn thấy một tên cường giả thất nguyên niết bàn đã bị lâm động, dùng gốc cổ thụ đập vào người. Sức mạnh khủng khiếp đã khiến hai cánh tay của tên kia nát vụn, xoẹt, lâm động. ngẩng đầu lên nhìn Diêu Linh cười lạnh, rồi tiếp tục tiến tới một tên thất nguyên niết bàn khác. Lâm động không hề có ý định đánh với Diêu Linh ngay, dựa vào sức mạnh bùng phát, hắn lúc này có thể giết được mấy tên cường giả thất nguyên niết bàn, nếu đã vậy thì phải thanh trừ sớm. Tên cường giả thất nguyên niết bàn kia thấy Lâm Động xông về phía mình, sắc mặt sợ hãi, nhưng hắn cũng không rút lui, tay cầm đại đao, hét lên một tiếng rồi chém xuống. Bùm, gốc cổ thụ đánh tan đao quang, rồi đem theo bóng đen khổng lồ oanh kích xuống đầu tên kia. Máu tươi bắn tung trời, bọn la giật, Tô Lôi chấn kinh nhìn kẻ đang tắm trong mưa máu, trong lòng dâng tràn hàn ý, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm tiểu tạp chủng, hôm nay lão tử sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan." Diêu Linh thấy chỉ trong chớp mắt mà hai tên thủ hạ đã bị Lâm Động giải quyết, hai mắt đỏ rực, hắn gầm lên. Kẻ xếp thứ tư trong tông phái Thông Tập bảng lúc này đã bị Lâm Động kích nộ rồi. Chương 688: Trảm sát Tô Lôi. Uỳnh, nguyên lực cuồng bạo trào dâng từ trong người Diêu Linh, hai mắt hắn hung hăng dị thường nhìn thân ảnh ở phía xa. Trường thương trong tay rung lên thành tiếng, một đạo thương quang dài đến mấy chục trượng xuyên thủng hư không nhanh như chớp bắn thẳng về phía lâm động tốc độ của thương ảnh cực nhanh chớp mắt đã chặn được đường lui của lâm động khiến hắn phải dừng lại ý định tấn công các cường giả thất nguyên niết bàn khác hắn vội vàng quay người gốc cây trong tay giáng xuống sức mạnh dâng tràn ngay không khí cũng bị luồng năng lượng gần như thực chất kia đánh tan dầm hai bên đâm sầm vào nhau năng lượng kinh người vang lên sau một tiếng nổ lớn thân hình lâm động bị bay ra sau mười mấy bước khi lấy lại được thăng bằng ánh mắt hắn trở nên nặng nề thực lực giữa hắn và diêu linh dù sao cũng có khoảng cách quá xa dù đã có sức mạnh bùng phát nhờ tiên nguyên cổ quả nhưng so với diêu linh vẫn chưa đủ tô lôi la giật cùng ta giết chết tên tiểu tử này những người khác tập hợp phong tỏa vùng này sau khi bạo nộ giờ hắn cũng đã bình tĩnh hơn thực lực hiện giờ của lâm động rõ ràng đã tăng lên rất nhiều thực lực thất nguyên niết bàn đã không có khả năng uy hiếp hắn nữa nếu vậy thì chi bằng chủ động điều những thủ hạ không góp được mấy sức đi xa hắn tin với khả năng của mình cộng với tô lôi và la giật bát nguyên niết bàn lâm động có nhiều thủ đoạn hơn nữa thì hôm nay có cánh cũng không thoát được vâng la giật và tô lôi nghe thế cùng gật đầu ánh mắt lóe hung quang nhìn lâm động đương nhiên việc lâm động vừa giết hai gã thất nguyên niết bàn đã khiến bọn chúng có phần cảnh giác nguyên lực hùng hồn từ từ tràn ra từ hai người bọn la giật thân hình hắn khẽ động cùng với diêu linh tạo thành tam giác trận phong tỏa lâm động bên trong động thủ diêu linh hét lên rồi hắn xông lên trước trường thương trong tay xuyên qua không gian cùng với sức mạnh có thể phá tan niết bàn kim thân của bát nguyên niết bàn nhằm thẳng vào yếu huyệt lâm động mà lao tới vào khoảnh khắc diêu linh động thủ hai người bọn la giật cũng ra tay nguyên lực dâng tràn sát ý nồng nặc bao trùm lấy lâm động áp lực lúc này cũng khiến sắc mặt lâm động vô cùng nặng nề đối mặt với công kích liên thủ của một cửu nguyên và hai bát nguyên niết bàn chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở thôi là chết chắc hoang vu yêu nhãn luồng sáng xám tụ lại trên trán lâm động rồi biến thành yêu nhãn ngay khi yêu nhãn vừa xuất hiện quang mang màu xám đem theo sức phá hoại cực lớn bắn ra liên tiếp thẳng về công kích của ba người bọn diêu linh bùm 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 sóng năng lượng cuồng bạo lan tỏa bất quá vì lấy một địch ba nên uy lực của hoang vu yêu nhãn rõ ràng bị phân tán nhiều nên không có được hiệu quả như trước nhưng lâm động cũng không ngây thơ nghĩ rằng có thể dễ dàng chặn được công kích của bọn diêu linh ngay vào khoảnh khắc quang mang màu xám bắn ra, hắn nhanh chóng lùi ra sau rồi xuất hiện ngay trước mặt tô lôi trong ba kẻ đó diêu linh mạnh nhất la giật và tô lôi không phân cao thấp nhưng tô lôi từng bị lâm động đả thương khí tức yếu hơn một chút tính ra thì trong bọn chúng tô lôi là dễ đối phó nhất nhưng tô lôi cũng không phải kẻ ngu vừa thấy lâm động là hắn biết lâm động định phá trận hình từ chỗ mình hắn hử lạnh một tiếng nguyên lực hùng hôn tụ lại trên hai tay toái nguyên trưởng sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ sau tiếng quát trầm đục hắn tung một trưởng về phía lâm động trưởng Phong đi đến đâu đều gây nên những tiếng vù vù trầm thấp. Đối mặt với trưởng phong của Tô Lôi, Lâm Động không hề có ý tránh né, thanh quang tràn, ra ngưng tụ lại bên ngoài thân thể hắn thành rất nhiều tấm long lân màu xanh. Lớp vải xuất hiện, Lâm Động không hề có dấu hiệu ra tay, hắn bước ra, cả cơ thể lao về phía Tô Lôi. Uỳnh uỳnh, phía sau Lâm Động dường như có long ảnh theo sát, cú va chạm mang năng lượng có thể phá tan cả ngọn núi. Thanh Long kích, đồng tử Tô Lôi có rút lại, bên tai hắn vang lên một tiếng quát, ngay sau đó, trưởng phong mạnh mẽ của hắn đánh mạnh lên thân thể đầy long lân của lâm động. Binh, vào khoảnh khắc va chạm, một làn sóng năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra, không gian xung quanh cũng vì nó mà trở nên méo mó. Khi bàn tay đánh lên thân thể lâm động, sắc mặt tô lôi đột nhiên kịch biết, lúc này hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cuồng bạo bên dưới lớp vảy kia. Trước sức mạnh ấy, lực trưởng vừa rồi của tô lôi nhanh chóng tiêu biến không còn chút dấu vết. Phụt, trưởng phong bị hóa giải, lực va chạm của lâm động bắn ra toàn bộ, sắc mặt tô lôi trắng bệch, máu tươi bắn ra, hắn bay ngược về sau một cách thảm hại. Lại một lần nữa đả thương tô lôi, nhưng lâm động không có thời gian vui mừng, bởi vì hắn có thể cảm nhận diêu linh và la giật đang liên thủ tấn công, công kích hung hăng dị thường đã bao phủ lấy hắn. Hiển nhiên hai bọn chúng cũng đang đợi lúc lâm động ra tay, chỉ khi tấn công mới để lộ sơ hở. Lâm động một chiêu không giết được tô lôi, nhưng hai người diêu linh chỉ cần nắm được sơ hở của lâm động là có thể khiến hắn mất hoàn toàn lực chiến đấu tiểu tử, ngươi xong đời rồi. Lâm Động liếc về sau thì thấy hai người Diêu Linh đang hung hăng lao tới. Bạn đang đọc truyện tại http Chu Yên Phun VN Phủ. Lâm Động thở ra một luồng khí trắng, hắn nhìn Tô Lôi lúc này đang lùi về sau, khí tức yếu ớt, rõ ràng giờ là cơ hội tốt nhất để giết Tô Lôi. Ngay sau lúc ấy, thanh quang bỗng bùng phát từ cơ thể Lâm Động, rồi ngưng tụ lại thành một cái chuông khổng lồ quanh người hắn, trên chuông có hình hoa văn rồng xanh. Bất động thanh long chung chiếc chuông khổng lồ màu xanh nhanh chóng ngưng tụ sau tiếng hét của lâm động cũng vào khoảnh khắc ấy công kích hung hãn của bọn diêu linh đã tới keng keng âm thanh chói tai vang lên vào khoảnh khắc hai bên va chạm theo đó còn có sức mạnh cuồng bão đem theo sát ý nồng nặc bùm những vết nứt nhanh chóng lan rộng trên chiếc chuông cuối cùng bùm một tiếng chiếc chuông nổ tung thanh quang bắn ra khắp nơi một luồng năng lượng lan tỏa khắp bốn phía lâm động cũng nhờ vào lực này mà bay ngược ra sau lướt một cái, trước ánh mắt kinh độ của hai người bọn Diêu Linh, hắn xuất hiện ngay phía trước Tô Lôi. Kết thúc rồi, Lâm Động nhìn Tô Lôi, sắc mặt đã tái nhợt, trên gương mặt nở ra một nụ cười lạnh lùng. Để xem ngươi giết ta thế nào, dù khí tức đã yếu đi nhiều, nhưng Tô Lôi cũng không phải loại tầm thường. Hắn biết chỉ cần cầm chân Lâm Động một chút là công kích của hai người Diêu Linh, có thể giết chết hắn. Vì thế hắn vận khởi nguyên lực, kim quang bùng phát, hiển nhiên hắn đã thúc động niết bàn kim thân đến cực điểm trước sự phòng ngự này dù là lâm động cũng không thể giết hắn trong một chiêu được thế nhưng khi lớp phòng ngự đã hiện hình tô lôi lại nhìn thấy lâm động có nụ cười chế giễu rồi ngay sau đó hắn thấy lâm động giơ bàn tay ra trên đó ánh sáng lóe lên rồi một đạo kim luân to cỡ bàn tay xuất hiện ngay khi kim luân xuất hiện đồng tử tô lôi có rút lại bỗng dâng tràn một cảm giác tử vong không tiếng gào thét chưa được thốt hết ra khỏi họng tô lôi thì kim quang từ bàn tay lâm động đã bắn ra với tốc độ không thể cảm nhận được bay thẳng tới cổ họng tô lôi, đem theo một vệt máu tươi. Chương 689, Ma Nguyên Chú Thể Kim quang bắn ra, nhất bàn kim thân lúc này gần như mất hoàn toàn tác dụng, kim thân nhìn có vẻ rất vững chắc, nhưng trước đạo kim quang mỏng manh kia lại mềm yếu như đậu phụ. Máu tươi bắn ra phản chiếu ánh mắt đầy sợ hãi và không tin nổi của tô lôi. Hắn thật sự không thể tin lâm động lại có thể dễ dàng phá vỡ nhất bàn kim thân của hắn như vậy cơ thể hắn đã được tôi luyện qua 8 lần nhất bàn kiếp a. Lâm Động không để tâm đến ánh mắt kinh hoàng của Tô Lôi, hắn nắm tay lại, một đạo kim quang mờ ảo khó nhìn ra hình thể bắn ra từ lòng bàn tay, rồi biến mất. Vút, sự sống trong mắt Tô Lôi nhanh chóng biến mất, nguyên lực hùng hồn quanh người hắn cũng không còn nữa, thân thể hắn bắt đầu rơi thẳng xuống đất. Lâm Động nhìn thi thể Tô Lôi đang rơi, ánh mắt lóe sáng, giơ tay tóm lấy, rồi lực thôn phệ bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Phụt phụt, bên trong thân thể Tô Lôi tỏa ra những tia kim quang rồi thuận theo bàn tay Lâm Động, chui vào cơ thể hắn. Sau khi hút được tia kim quang cuối cùng, Lâm Động lật tay đánh lên ngực khiến Tô Lôi rơi xuống lâm hải phía dưới. Khi thi thể biến mất trong lâm hải, tên hung đồ cũng có chút hung danh, tại huyết nham địa đã thật sự bị Lâm Động giết chết. Lâm Động nhìn thi thể biến mất trong lâm hải, bàn tay khẽ nắm lại. Thông thường, khi cường giả nhất bàn cảnh vượt qua được niết bàn kiếp lần thứ bảy, thì nguyên lực trong cơ thể sẽ sinh ra một tia nguyên thần khí, Tuy số nguyên thần khí này chưa ngưng tụ lại được thành nguyên thần, nhưng cũng có thể trở thành biến số không ổn định. Mà Lâm Động thì đương nhiên không muốn để lại ẩn họa này, vì thế hắn dùng lực thôn phệ hút hết nguyên thần khí trong cơ thể Tô Lôi. Ngoài ra Long Nguyên Luân trong người Lâm Động uy lực đúng ra rất khủng bố, nhưng vì được ngưng tụ từ nguyên thần khí nên lần nào sử dụng cũng bị tiêu tan mất một số năng lượng. Mà Lâm Động hiện tại không thể tự tu luyện ra nguyên thần khí, nên hắn đành dùng cách chiếm đoạt thế này để bổ sung lại phần hao hụt, giải quyết được một tên sau khi giải quyết xong tô lôi lâm động chậm chậm quay lại nhìn hai người bọn diêu linh đang chấn kinh nhìn về hướng thi thể tô lôi rơi xuống nụ cười hiện lên trên gương mặt lâm động lúc này mang theo một thứ hàn ý rất nặng người đã giết tô lôi cơ mặt diêu linh co giật trong đôi mắt dần đỏ ngầu vẫn còn một chút chấn động vì lâm động ra tay quá nhanh thậm chí hai người bọn chúng còn chưa cảm nhận được kim luân xuyên qua cổ họng tô lôi sắc mặt la giật hiện trở nên vô cùng khó coi ngoài sự nặng nề còn có nỗi bất an thực lực của hắn và Tô Lôi tương đương, nếu Lâm Động giết được Tô Lôi thì cũng có nghĩa hắn có thể giết La Dật. Tên này, mặt La Dật co giật nhìn thanh niên với gương mặt hiện nụ cười, Long Thủ cầm một gốc cây khổng lồ, trong đầu đã có ý định rút lui, không biết vì sao hắn cứ có cảm giác bất an. Tự làm tự chịu thôi. Lâm Động nhìn Diêu Linh lúc này hai mắt đỏ ngầu, bình thản nói, hắn vốn không phải loại hiền lành gì, nếu bọn chúng không động đến hắn thì thôi, nhưng đã đến nước này thì đương nhiên hắn không phải kẻ ngu ngốc mà nhân từ. Có cơ hội là phải ra sát chiêu." Nghe Lâm Động nói vậy, Diêu Linh hít sâu một hơi, nét mặt trở nên bình tĩnh, nhưng Lâm Động có thể cảm nhận được sát ý bạo ngược như núi lửa sắp phun trào trên người hắn. "Tiểu tử, ban đầu ta đã coi thường ngươi, đó là sai lầm của ta, nếu không thì sẽ không có tổn thất như hiện giờ." Giọng nói Diêu Linh trầm trầm, không bạo nộ nhưng lại có sự oán độc khiến người ta phải lạnh gáy. Lâm Động hơi nheo mắt, tay chậm chậm nắm chặt lấy cổ thụ, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến hắn phải dè chừng phát ra từ cơ thể diêu linh nhưng mọi việc cũng nên dừng ở đây thôi mặt diêu linh không chút biểu cảm bước chân ra la giật ở phía sau nhìn thấy vậy thì sắc mặt thay đổi rồi nhanh chóng lùi về sau đồng thời sắc mặt các cường giả ma ấn chúng cũng nặng nề rồi rút về sau cách diêu linh rất xa diêu linh không để tâm những kẻ đang rút lui hắn chỉ lạnh lùng khóa chặt lâm động khoái miệng hắn nhếch lên hai tay hợp lại biến hóa ra vô số ấn pháp quỷ dị uỳnh uỳnh nguyên lực quanh người hắn bắt đầu dung chuyển rồi một luồng sức mạnh khiến người ta phải tắc thở nháy mắt lan tỏa ra. Lâm động, tiếp theo ta sẽ cho ngươi xem vũ kỹ tuyệt đỉnh của nguyên môn ta. Khóe miệng diêu linh nhách lên tàn nhẫn, rồi hắn hét lên, ma nguyên chú thể, huỳnh. Nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, thân thể diêu linh dần dần phình to ra, cơ thịt trên người dung chuyển, những đường gân xanh như những con rắn nhỏ lan tỏa. Bục bục, tiếng cơ thịt xé rách vang lên, sắc mặt diêu linh có chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng lâm động lát nữa sẽ thành cát bụi thể hình diêu linh phình to ra rất nhiều đường hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn bọn chúng giống như phù văn sinh ra từ da hắn vậy nhìn vô cùng quỷ dị chỉ trong chớp mắt diêu linh đã phình to gấp hai lần phù văn màu đen bao phủ khắp người hắn cộng với đôi mắt đỏ ngầu nhìn diêu linh lúc này như người từ thời viễn cổ đầy hung bạo dầm diêu linh cười dữ dằn rồi hắn bước về phía trước thân hình bỗng biến mất đồng tử lâm động co lại, rồi hắn quay phát người, tay nắm lấy tiên nguyên cổ thụ, dáng mạnh xuống vùng không gian phía sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại dầm. Không gian bùng nổ, một nắm đấm mang đầy phù văn đen rạch vỡ không gian, oanh kích lên gốc cổ thụ với sức mạnh cuồng bạo. Kình phong năng lượng cuộn trào, lâm động bay ngược ra sau, cánh tay cầm gốc cổ thụ không kìm được run lên, những tấm long lân xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải đi luồng năng lượng đáng sợ đó. Sau khi thi triển ma nguyên chú thể thực lực của Diêu Linh đã tăng lên khoảng 3 phần, khiến Lâm Động cũng phải thấy kinh ngạc. Nguyên chú ấn, một quyền đánh bay Lâm Động, Diêu Linh cười càng hung tợn, tay biến ra ấn pháp quỷ dị, rồi hình thành trường ấn tung ra. Vút, nguyên lực ngưng tụ thành trường ấn như thực chất cào thét ập tới Lâm Động. Uỳnh, Lâm Động nhìn trường ấn mang sức mạnh đáng sợ, sắc mặt vô cùng nặng nề, quang mang màu xám chỗ chán bùng phát, rồi mây xám tụ lại, linh hồn hoang thú được triệu hồi. Cái đuôi khổng lồ của nó quật ra, quang mang màu xám ngập trời ập tới trường ấn dầm năng lượng cuồng bạo cuộn trào lâm động lùi nhanh về sau rồi đứng lên đầu của hoang thú hắn ngồi xuống cắn đầu ngón tay máu tươi chảy ra rồi hắn đặt ngón tay có máu lên con mắt độc nhất khổng lồ đang nhắm của con hoang thú người đã muốn liều thì ta cũng liều đến cùng máu tươi lan ra trong con mắt khổng lồ lâm động cúi xuống nhìn diêu linh đang bị bao quanh bởi những đợt sóng năng lượng rồi thủ ấn biến đổi giọng nói nhẹ vang lên linh hồn hoang thú huyết tế chương 690, trọng thương. Con mắt của cự thú nhanh chóng được phủ bởi một tấm lưới máu đỏ chói, theo đó một làn sóng ánh sáng đỏ cũng dần tỏa ra từ cơ thể to lớn của hoang thú. Rào, tấm lưới máu lan tỏa, hoang thú ngửa lên trời gào rú khiến thiên địa rung chuyển, một luồng khí tức như đến từ thời viễn cổ dần phát ra từ cơ thể nó. Hoang thú lúc này mới thật sự giống dị thú đáng sợ từ thời viễn cổ trở về, không chỉ có hình dạng mà còn có cả thần thái. Lầm động xuất hiện bên trên đầu của hoang thú, bàn tay hắn đặt trên chiếc đầu lạnh của nó, từng tia máu từ bàn tay hắn tràn ra rồi nhanh chóng chui vào cơ thể hoang thú. Khi những tia máu ấy tràn ra, sắc mặt Lâm Động cũng hơi tái đi. Kiểu huyết tế này không chỉ cần lượng lớn nguyên lực mà còn tiêu hao tinh huyết, lần này Lâm Động e là sẽ bị đại thương nguyên khí, ít nhất phải nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục được. Đương nhiên, tuy rằng cái giả phải trả cho huyết tế không nhỏ, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Trận chiến này vốn dĩ đã không công bằng, nếu không phải vì có năm tiên nguyên cổ quả, từ đó sức mạnh tăng nhanh trong thời gian ngắn thì Lâm Động dù có nhiều thủ đoạn hơn nữa, cũng khó lòng chống cự lại được Diêu Linh đã là cường giả cửu nguyên niết bàn. Hơn nữa Diêu Linh lúc này còn dùng đến thủ đoạn thật sự, nếu Lâm Động không tranh thủ phát huy thủ đoạn ngay thì e sẽ không còn cơ hội nữa. Cự thú màu đỏ sẫm huyền phủ trên không trung, cái đuôi khổng lồ chuyển động tạo nên từng trận cuồng phong. Cách đó không xa, La Dật và một số kẻ của Ma Ấn chúng đã rút lui về sau, ánh mắt bọn chúng đều có phần ngưng trọng nhìn về phía trước tuy rất kinh ngạc về việc lâm động có thể cầm cự được với diêu linh lâu như vậy nhưng bọn chúng cũng biết lực chiến đấu của hắn rất mạnh nếu đổi là bọn chúng thì e là khó lòng chiếm thế thượng phong nhưng bất luận tên tiểu tử này tà môn thế nào thì cũng nên kết thúc tại đây thôi một cường giả ma ấn chúng nghiến răng nói những kẻ khác nghe thế đều gật đầu bọn chúng rất hiểu thực lực của diêu linh bao nhiêu năm nay dù là cường giả cùng là cử nguyên niết bàn khi đối mặt với diêu linh thì triển ma nguyên chú thể thì đều phải cẩn trọng huống hồ lâm động lúc này chỉ nhờ vào ngoại lực mới đạt được mức này trước sự chăm chú của mọi người thân hình diêu linh lúc này đã to ra gấp mấy lần ánh mắt lạnh băng u tối nhìn về phía trước khí hung sát bao trùm quanh thân người khiến hắn giống như ma quỷ khát máu vậy ở phía trước lâm động đã hoàn thành huyết tế cũng chậm chậm đứng dậy trên gương mặt hơi tái lúc này cũng có hàn ý bao quanh ánh mắt hắn như mũi đao sắc nhọn bắn về phía diêu linh uỳnh bốn mắt nhìn nhau rồi ngay lập tức không khí bị xé tan diêu linh không kìm nén được sát ít thân thể phủ đầy chú văn màu đen như mũi tên bay vút qua không gian chớp mắt đã đến phía trên lâm động ầm um, ánh mắt lâm động lạnh băng hắn tung quyền huyết qua ngưng tụ dưới bàn tay hắn rồi biến thành một đạo quyền ấn tượng ngọn núi oanh kích về phía lâm động với trạng thái lúc này của diêu linh một quyền này tung ra đủ để cường giả bát nguyên niết bàn như la giật bị trọng thương nhưng đối mặt với công kích đó lâm động chỉ ngẩng đầu lên ánh mắt phản chiếu quyền phong đầy cuồng bạo xoẹt hắc ảnh khổng lồ sẽ tan bầu trời đem theo sức mạnh đáng sợ lao vào quyền ấn, dầm cả thiên địa như dung chuyển vào khoảnh khắc va chạm, rồi những làn sóng năng lượng lan, tỏa, cái đuôi khổng lồ bay ngược ra sau, diêu linh cũng bị lùi sau mấy bước, vút vừa lùi một chút, thân hình diêu linh đã lại lao lên phía trước, song quyền tung ra, quyền ấn huyết quang bắn ra từ nắm đấm của diêu linh, nhưng quyền ấn mang sức mạnh đáng sợ này không tấn công lâm động, ngay mà lại ngưng tụ ở trên trời, nguyên vương quyền hung quang ngày một rõ rệt trong mắt diêu linh rồi hắn hét lên một tiếng, tung ra quyền cuối cùng. Quyền ấn lúc này phát ra những âm thanh chói tai, rồi bắt đầu hội tụ lại, chớp mắt tất cả quyền ấn thu lại chỉ còn cỡ bằng bàn tay. Trong thứ ánh sáng đỏ rực đó, một đạo quyền ấn như thực chất đã được hình thành, trên đó dường như có bóng người đứng chắp tay sau lưng. Bóng người đó rất mơ ảo nhưng có khí thế đáng sợ chỉ nhấc tay thôi, cũng khiến thiên địa sụp đổ. Có thể thấy Diêu Linh đã thi triển một môn linh vũ khí rất cường hãn. Uỳnh, nhìn quyền ấn đỏ rực ánh mắt diêu linh hiện vẻ tàn nhẫn thủ ấn biến hóa rồi bỗng nhiên trường ẩn biến mất ánh mắt lâm động nặng nề nhìn trường ấn biến mất tinh thần lực lập tức lan tỏa rồi đồng tử của hắn co nhỏ lại linh hồn hoang thú cũng quay ngoắt cái đầu to lớn ra sau ở đó trường ấn đỏ rực bỗng xuất hiện và lao tới đối mặt với quyền ấn với sức mạnh cường hãn đó hoang thú quất cái đuôi khổng lồ của mình lên nhưng lần này khi hai bên va chạm cái đuôi đã bị quyền ấn xuyên thủng ngây thơ diêu linh thấy vậy khóe miệng nhếch lên châm chọc. Nhưng Lâm Động lại không vì thế mà kinh hãi, hắn hít sâu một hơi, thủ ấn trong tay áo lại biến hóa. Thủ ấn vừa hoàn thành, con mắt đầy màu máu của hoang thú đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc ấy, nguyên lực thiên địa bạo động, lúc này sôi sục như chảo dầu, thậm chí thiên địa vào lúc này bỗng tối sầm lại. Hoang thú yêu nhãn lúc này không phải màu xám nữa, mà biến thành màu đỏ máu ngập tràn khí hung sát. Yêu nhãn mở ra, một đạo huyết quang bắn ra xuyên thủng không gian khi huyết quang bay qua không trung dường như biến ra nanh vuốt, nhìn giống như một con hoang thú thu nhỏ. Huyết quang và trường ấn bay qua trời rồi đâm sầm vào nhau. Dầm, thiên địa dung chuyển dữ dội, huyết quang tựa những đợt sóng chiều dâng trào. Những tiếng nổ đinh tai đem theo kình phong khủng bố bùng phát đầy cuồng bạo. Những ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động, suýt thì bị biến thành bình địa. Dầm, lâm động và hoang thú cũng bị cuồng phong đẩy bay đi hàng mấy trăm mét, trên đường bay còn phá tan một ngọn núi rồi mới khó khăn đứng vững lại được ngẩng đầu lên lâm động nheo mắt nhìn về phía trước công kích như vậy nếu là lúc nãy thì có lẽ dù hắn dùng thanh thiên hóa long quyết cũng bị trọng thương hắn lâm động nhìn xung quanh đầy cảnh giác rồi ánh mắt ngưng tụ gần như phản xạ có điều kiện quay người lại thanh quang tụ lại nơi bàn tay tạo thành tấm lá chắn long lân chắc chắn dầm nắm đấm khổng lồ đầy chú văn xuyên qua không gian đánh mạnh lên tấm lá chắn chỉ một quyền đã đánh tan tấm lá chắn kình phong đánh lên người lâm động kình phong bùng nổ trên người lâm động mặt hắn đỏ lên, thân hình lùi sau đến mấy chục bước, rồi hắn nuốt cái cảm giác ngọt ngọt vừa dâng lên trong cổ xuống. Một quyền đánh nuôi Lâm Động, Diêu Linh cũng hiện thân, hắn cười lạnh nhìn Lâm Động, rồi dẫm lên lưng hoang thú bay tới, hắn không cho Lâm Động thời gian lấy hơi. Vút vút vút, ánh mắt Lâm Động lạnh băng nhìn Diêu Linh đang lao tới, bàn chân dẫm mạnh, chỉ thấy vảy đỏ trên lưng hoang thú bỗng dựng đứng lên tỏa. Ra hàn quang kinh người rồi, bọn chúng rời khỏi lưng hoang thú và bắn về Diêu Linh như vũ bão. Diêu Linh giật mình, phạm vi tấn công của những tấm vảy kia rất rộng dù hắn có nhanh nữa cũng không tránh kịp vậy là hắn thu hai tay lại huyết quang bùng phát bảo vệ thân thể xẹt xẹt những tấm vảy bay tới có một số bị đánh bật ngược lại nhưng cũng có một số xuyên thủng lớp phòng ngự và cứa qua cơ thể hắn nhưng mà diêu linh cũng đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công nhìn vết máu chê a à cơ thể ánh mắt lập tức tối sầm lại thế nhưng vào lúc đó một thân ảnh nhanh như quỷ mị bay tới thanh quang cuồn cuộn trên long thủ rồi một quyền tung thẳng về phía ngực diêu linh binh, nguyên lực cuồng bạo bùng nổ đánh bay Diêu Linh. Tên khốn kiếp, từng cơn đau nhói lên nơi ngực, Diêu Linh bạo nộ, nhìn Lâm Động lại tiếp tục tấn công, vẻ mặt hung dữ, hắn không tránh né mà tung quyền đón chiêu của Lâm Động. Kình phong cuồng bạo bùng nổ, Lâm Động bị đánh nuôi mấy bước, những tấm vảy xanh lấp lánh ánh sáng hóa giải năng lượng đáng sợ. Muốn đọ sức với ta sao? Đồ không biết sống chết, thân thể Diêu Linh hơi rung lên đánh tan đi lực đạo trên cánh tay, rồi nhìn Lâm Động cười gằn. Xoẹt, Lâm Động nhìn hắn lạnh lùng, ngay lập tức lại bay tới. Nếu Lâm động dựa vào linh hồn hoang thú thì có lẽ Diêu Linh sẽ mất một số thời gian, nhưng kiểu chủ động xông tới thế này, theo Diêu Linh thì đúng là tự tìm chỗ chết. Hai thân ảnh đầy sát khí lao vào nhau trên lưng hoang thú, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, quyền phong trao đổi liên tục, hai người vào cuộc chiến không khoan nhượng. Binh binh binh, bọn La giật kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang quần nhau, bọn chúng có thể nghe thấy những tiếng đấm lên da thịt, khóe miệng không kìm được co giật, bọn chúng biết sức mạnh của cả hai đều vô cùng lớn chạm vào cơ thể không hề dễ chịu chút nào máu tươi thỉnh thoảng lại bắn ra không phân biệt được là máu của ai nữa nhưng ai cũng biết hai người này đã triệt để nổi sát ý rồi binh lại một cú va chạm giữa hai nắm đấm năng lượng xâm thực lẫn nhau long lân trên tay lâm động đã xuất hiện dạn nứt thanh quang vốn sáng rõ cũng tối hơn từng tia máu không ngừng thấm ra tình hình lâm động lúc này không hề tốt toàn thân đầy vết máu long thủ uy vũ giờ cũng vô cùng thảm hại nhưng dù vậy khí hung sát trong mắt hắn không hề giảm mà còn tăng lên thân thể Diêu Linh cũng đầy vết máu, nhưng có thể coi là tốt hơn Lâm Động một chút, sau khi thi triển Ma Nguyên chú thể, cơ thể của hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn nhiều. "Tiểu tử, nếu đã không cầm cự được nữa thì để ta giải quyết ngươi." Gương mặt Diêu Linh hiện vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn Lâm Động, nhếch mép cười, rồi quyền phong lại oanh kích lên ngực Lâm Động. "Uỳnh!" Ừ, lúc ấy Lâm Động cũng tung quyền, mục tiêu chính là ngực Diêu Linh. Nhìn quyền phong yếu hơn trước nhiều của Lâm Động, Diêu Linh cười châm chọc, Lực chiến đấu của Lâm Động sau cuộc chiến rõ ràng đã giảm mạnh, năng lượng thế kia căn bản khó uy hiếp được Diêu Linh hắn. Vì thế đối mặt với một quyền này của Lâm Động, Diêu Linh vốn cẩn thận đã thả lỏng hơn. Sự thay đổi này của Diêu Linh khó lòng phát hiện, nhưng vào lúc ấy, hai mắt Lâm Động bỗng sắc lạnh, trưởng phong thay đổi, biến quyền thành trưởng, lòng bàn tay hắn bùng phát kim quang, rồi một đạo kim luân cỡ bàn tay trượt xuất hiện. Kim luân không lớn, ở viền ngoài có 8 cái răng cưa sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh lẽo trên đó còn ẩn hiện hoa văn rồng màu hoàng kim. Kim Luân vừa xuất hiện, ngay giây lát sau nắm. Đấm của Diêu Linh đã đánh lên ngực Lâm Động. Lâm Động run lên dữ dội, nhưng cơn đau từ ngực lại khiến gương mặt hắn dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Người hết đời rồi. Giọng nói của Lâm Động như của tử thần lặng lẽ truyền tới tai Diêu Linh. Đồng tử Diêu Linh có rút lại, rồi hắn cảm nhận được hàn ý lan tỏa nơi ngực. Lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược lên. Phập, không kịp phòng ngự, sự thả lỏng vừa rồi của Diêu Linh đã khiến hắn mất tiên cơ. Hắn chỉ cảm thấy một thứ gì đó lạnh như băng xuyên vào ngực mình rồi bay ra từ sau lưng. Máu tươi tóe ra, đồng tử Diêu Linh co nhỏ hết cỡ, hắn gã người thanh niên cười lạnh lùng, máu tươi dính trên gương mặt ấy khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn cố ý, hắn từ bỏ chút ưu thế ít ỏi có thể chống cự, chọn cận chiến, cái hắn chờ đợi chính là cơ hội thoáng qua này. Nó cũng giống như thú dữ trong rừng, lặng lẽ nằm phục đợi con mồi mắc sai lầm chí mạng. Diêu Linh có thể cảm nhận được lâm động đã đạt đến cực hạn của mình hắn không thể cố gắng thêm được nữa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào lượng nguyên lực dồi dào hơn hẳn mà giết chết Lâm Động. Nhưng hắn không thể khiến thời gian quay lại được nữa. Khốn kiếp, Diêu Linh đánh lên vai Lâm Động khiến hắn bay đi, đồng thời Diêu Linh ôm ngực loạn choạng lùi sau, sắc mặt tái nhợt. Bọn La giật thấy vậy, sắc mặt kịch biến, vội vàng bay lại, một số cường giả ma ấn chúng cũng vội vàng đỡ lấy Diêu Linh, khi nhìn thấy cái lỗ trước ngực Diêu Linh, đồng tử của tất cả đều co nhỏ lại. Giết hắn đi, hắn đã đến cực hạn rồi. Diêu Linh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt hét lên. La giật và một số tên cường giả ma ấn chúng lập tức mắt lóe hung quang, rồi quay người nhìn Lâm Động lúc này có phần đứng không vững. Giết hắn đi, mấy người bọn chúng nhìn nhau rồi không chần chừ nữa, lập tức bay tới, sát chiêu như vũ bão tấn công về phía Lâm Động. Lâm Động nhìn về phía bọn La giật, tầm mắt có vẻ mơ hồ, di chứng sau khi nuốt cả năm tiên nguyên cổ quả lúc này đã xuất hiện, trận huyết chiến với Diêu Linh đã tiêu hao tất cả năng lượng của hắn, lúc này ngay cả một cường giả thất nguyên niết bàn hắn cũng không thể chống lại nữa cường giả cử nguyên niết bàn quả nhiên rất mạnh lâm động thầm nghĩ rồi hắn cảm nhận được một luồng kình phong đánh bay hắn lục phủ ngũ tạng trong người hắn lộn nhào một ngụ máu tươi bắn ra lâm động bay ngược về sau thấy bọn la giật lại tiếp tục lao tới cuối cùng lắc đầu bất lực ta sẽ mất mạng ở đây sao lâm động lẩm bẩm thế nhưng ngay lúc ấy hắn phát hiện thân thể mình đụng vào một nơi nào đó rất mềm mại gắng ngượng mở mắt ra thì một gương mặt với đôi mắt to đỏ ửng xuất hiện trước mắt hắn, là ứng Hoan Hoan, "Tỷ tỷ, Mục trưởng lão, giết hết bọn khốn kiếp đó đi, trước khi ý thức mất đi." Dường như Lâm Động nghe được giọng nói nghèn nghẹn nhưng đầy sát ý của nàng ta.